vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 15. Phu Tân đã từng dùng hai đầu rắn độc ngân sắc này để giết những người thực lực trên hắn. Cường giả đối chiến, nếu có sự tấn công bất ngờ của rắn độc, Phu Tân tự tin, cho dù Sở Trần phản ứng nhanh đến đâu, nhất định cũng sẽ không thể chạy thoát. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, chớp mắt, khi hai đầu rắn độc ngân sắc cách cổ tay Sở Trần chưa tới một tấc, hai tay Sở Trần đột nhiên trở thành chảo vuốt, với tốc độ kinh người đến khó tin, hắn trực tiếp tóm lấy ngân xà, trực tiếp bóp lấy đầu ngân sắc. Hướng hai bên ném ra ngoài, hai con rắn độc ngân sắc sau khi rơi xuống đất, ngọ nguậy một chút xong không thấy động tĩnh gì nữa. Phu Tân trong lòng kinh hãi, đột ngột lùi lại phía sau vài bước, Sở Trần không cho hắn ta cơ hội để thở, liền huy quyền mà ra. Trưởng lão của Vu Thần Môn, bị Sở Trần hành hung nghiền ép trong khuôn viên biệt thự này. Vẻ mặt đám đệ tử Vu Thần Môn kinh hãi, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, Tống Thu cũng sững sờ. Càng ngày cậu càng không thể đoán được sâu cạn của Sở Trần nữa. Đến cùng phải cao thủ cấp bậc như thế nào mới đủ tư cách khiêu chiến với anh rể. Tống Thu cảm thán, đôi mắt càng ngày càng bốc lửa mà nhìn Sở Trần. Từ đầu đến cuối, cậu không nhìn ra có người nào có thể uy hiếp Sở Trần. Thậm chí Tống Thu cảm giác, mỗi lần Sở Trần ra tay, bao gồm cả đêm nay, đều vô cùng nhẹ nhõm, không dùng hết toàn lực. Mạc Vô Ưu cũng dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi lại liếc nhìn Sở Trần. Thiên hạ đệ nhất kỳ môn, chỉ có ở nơi đó, mới có thiên kiêu yêu nghiệt như vậy. Đang lúc suy nghĩ xoay chuyển, Phu Tân đã bị Sở Trần đè xuống đất, giãy giụa mấy lần cũng không đứng dậy được. Phu Tân ngẩng đầu, đúng lúc Sở Trần vừa đi tới trước mặt hắn, nhìn xuống Phu Tân. Các đệ tử Vu Thần Môn xung quanh dùng mình không dám lại gần. Ta tên là Sở Trần. Sở Trần nói, nhớ kỹ, nếu như Vu Thần Môn còn không phục, cứ đến gặp ta, đừng nhận sai người. Sở Trần xoay người, bước tới trước mặt hai người Mạc Vô Ưu bọn họ, đi thôi. Mạc Vô Ưu gật đầu, Tống Thu không khỏi lại liếc nhìn qua thi thể Tống Khánh Hạc, nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo Sở Trần đi ra ngoài. Tối nay, chỉ sợ lại khiến nhiều người thất vọng. Trên đường trở về, Hoàng gia, tin tức đã được truyền về. Thất bại, bàn tay đang cầm tách trà của Hoàng Giang Hồng run lên, trong giây lát ông cảm thấy tim mình như thở không thông, cả người run lên. Hoàng Dương ngồi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ giúp Hoàng Giang Hồng. Một lúc lâu sau, Hoàng Giang Hồng mới định thần lại, hai mắt mờ mịt, làm sao có thể thất bại được. Với thực lực của những sát thủ này, cho dù Sở Trần có là tông sư cũng nhất định phải chết. Huống chi, ngoài chúng ta, còn có những người khác, cũng muốn lợi dụng cơ hội này, đoạt mạng Sở Trần. Sở Trần quá hèn hạ, Hoàng Vũ nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đều bị Sở Trần lừa. Bữa tiệc chiêu đãi tại biệt thự đêm nay đơn giản chính là một đại cục do Sở Trần bố trí, trong biệt thự, hoàn toàn không phải là Sở Trần, mà là một nhóm người khác có thù oán với Sở Trần đã mượn đao của chúng ta để đối phó với kẻ thù của hắn. Hoàng Vi Kiêu càng nói càng tức giận, vô ý thức, hắn đấm vào bàn trà một cái, uy nghiêm của Hoàng gia lại bị người ta lợi dụng không thương tiếc. Tốt cho một chiêu mượn đao giết người, tọa sơn xem hổ đấu. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng dần trở nên lạnh lẽo, ông chỉ biết tự trách bản thân vì đã đánh giá thấp Sở Trần. Hơn nữa, mọi việc quá gấp gáp, ông cũng không có thời gian điều tra chi tiết hơn, để có thể hiểu được lời nói của Sở Trần. Đám sát thủ thương vong thảm trọng, Sở Trần đã rời đi rồi, hẳn là đang về nhà. Vẻ mặt của mọi người trong Hoàng gia đều ảm đạm, chẳng lẽ lần này Hoàng gia của chúng ta, tai kiếp khó thoát? Nếu như không có chuyện gì xảy ra với Sở Trần, cục diện này không thể phá được. Ninh gia hung hãn, chúng ta không thể kiên trì được lâu nữa. Tâm tình của người Hoàng gia nặng trĩu. Hoàng Tú Tú liếc nhìn cha mình, một lúc sau, cô chủ động đi tới, hay là, chúng ta cầu hòa với Sở Trần đi. Vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh đã náo động hẳn lên. Cầu hòa Sở Trần, để chúng ta hướng một tên ở rể cúi đầu sao? Sở Trần mãi luôn là một tên ở rể, sự thật này không bao giờ thay đổi được. Đúng là cách nhìn của đàn bà. Ngũ đệ, bây giờ trong nhà phát sinh nhiều việc như vậy, Ngọc Hải đứa nhỏ kia chẳng những không quay về hỗ trợ, còn một mạch đi thẳng, cũng thôi đi. Chép mới luôn có tại tương đương chu em chuyện, Việt Nam tương đương Hoàng Dương trầm giọng nói, hiện tại Tú Tú lại có loại suy nghĩ này, quả thực mất hết mặt mũi con cháu Hoàng gia. Hoàng gia chúng ta có thể đàm phán với Ninh gia, còn về Sở Trần, cứ nằm mơ đi. Hoàng Tú Tú muốn nói lại thôi. Hoàng Lân lắc đầu, ngăn cản Hoàng Tú Tú. Sau đó nói với Hoàng Dương, đại ca,
Tú Tú không hiểu chuyện, đừng nên trách nó. Hoàng Dương hừ một tiếng, không phải là chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Lúc này Hoàng Vũ trầm giọng nói, Yên Nhi đã nói, buổi lễ nhập môn do Liên Minh Tông Sư Cửu Thành chuẩn bị cho Sở Trần vào đêm mai, chính là Hồng Môn Yến, đến lúc đó, Sở Trần sẽ bị Liên Minh Tông Sư Cửu Thành gây khó dễ, chúng ta có thể tìm cơ hội mà lợi dụng, hoặc là lợi dụng cơ hội này để ám sát Sở Trần một lần nữa. Trước khi hành động tối nay thất bại, bọn họ vốn không quan tâm đến buổi lễ nhập môn do Liên Minh Tông Sư Cửu Thành tổ chức cho Sở Trần. Dù sao, việc Sở Trần có đắc tội đến Liên Minh Tông Sư Cửu Thành hay không cũng không ảnh hưởng nhiều tới trận chiến kinh doanh giữa hai nhà Tống Hoàng. Nhưng sự việc đã đến nước này, Hoàng gia không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đối phó Sở Trần. Sau khi Tống Thu và Sở Trần đưa Mạc Vô Ưu trở về, hai người trực tiếp trở về Tống gia. Tại lối vào Tống gia, Kiều Thương Sinh, Dược Cốc Trưởng dù sao, việc Sở Trần có đắc tội đến Liên Minh Tông Sư Cửu Thành hay không cũng không ảnh hưởng nhiều tới trận chiến kinh doanh giữa hai nhà Tống Hoàng. Nhưng sự việc đã đến nước này, Hoàng gia không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đối phó Sở Trần. Sau khi Tống Thu và Sở Trần đưa Mạc Vô Ưu trở về, hai người trực tiếp trở về Tống gia. Tại lối vào Tống gia, Kiều Thương Sinh, Dược Cốc Trưởng Lão, ngay lập tức rời đi sau khi thấy xe của Sở Trần đi vào. Mấy người của Tống gia đã đợi sẵn trong đại sảnh. Nhìn thấy Sở Trần và Tống Thu trở về bình an vô sự, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Tống Thiên Dương sốt ruột hỏi. Cha, yên tâm đi, có anh rể xuất mã, đương nhiên không có vấn đề gì. Tống Thu vừa mở miệng liền kể ra chuyện của tối nay. Vừa mới bắt đầu, sự xuất hiện của đám sát thủ đã khiến trái tim của Tống Thiên Dương và mấy người phải run lên. Hết trận này đến trận khác xảy ra sau đó. Khi được đề cập đến việc Tống Khánh Hạc bị rắn độc của Vu Tân giết chết, một số người đã im lặng một lúc. Tự gây nghiệt, không thể sống được. Tô Nhạc thở dài, con đường này là do chính hắn lựa chọn, không trách người khác được. Thời gian cũng không còn sớm, các con đều về nghỉ ngơi đi, đợi lát kinh động lão gia tử, lại khó nói lời giải thích. Tống Thiên Dương mở miệng, Sở Trần và Tống Nhan trở lại phòng khách nhỏ của biệt thự. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Nhớ tới những lời vừa rồi Tống Thu đã nói, liền nói, không ngờ trong tình huống như vậy, anh vẫn có thể dễ dàng xử lý, xem ra những gia tộc đó muốn dùng vũ lực đối phó với anh, rất khó khăn. Đó là đương nhiên, Sở Trần tự đắc nói, đưa tay đặt lên bờ vai Tống Nhan, hiện tại tái chiến một trận cũng không thành vấn đề. Thực lực của đám người Vu Thần Môn kia, Sở Trần còn không để trong mắt. Đáng tiếc hiện tại không có đối thủ, bằng không. Sở Trần sẽ rất vui vẻ thể hiện trước mắt Tống Nhan, Tống Nhan cảm thấy hai vai nóng lên, vội vàng lui về phía sau hai bước, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, bĩu môi nói, anh nằm mơ đi. Sở Trần, đánh một trận thôi mà cũng xa xỉ thế sao? Sở Trần đột nhiên có cảm giác chiếm giữ đỉnh phong, cảm giác làm cao thủ tịch mịch. Nói nghiêm chỉnh, Tống Nhan ngồi xuống sofa nói, tối mai, anh thực sự không định tham gia lễ gia nhập của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sao? Sở Trần sửng sốt. Vừa rồi nói, đều không phải đứng đắn sao. Sở Trần liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Nhan, đầu óc lung lay một hồi, sau một hồi định thần lại, hắn thoải mái ngồi xuống bên cạnh Tống Nhan, đáp anh chưa từng nói muốn tham gia Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đương nhiên sẽ không cùng bọn họ diễn trận này. Tống Nhan do dự một chút, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng nếu làm như vậy, anh sẽ hoàn toàn đắc tội Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Bà xã, Sở Trần bật cười, anh đắc tội còn ít người sao? Tống Nhan, cô không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng cô cũng hiểu ý của Sở Trần. Chẳng qua, cô cũng minh bạch ý của Sở Trần, buổi lễ gia nhập tối mai, cho dù Sở Trần đi hay không đi, bên kia cũng sẽ gây khó dễ cho hắn. Có điều, Dương Thành, ngày mai anh sẽ vẫn đi. Sở Trần cười nháy mắt với Tống Nhan. Tống Nhan bị cái nháy mắt đột ngột của Sở Trần làm cho giật mình, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Trần, anh định làm gì? Tối mai sẽ liền biết. Sở Trần cười, nói mới nhớ, chúng ta vẫn còn chưa đi mua sắm, tối mai, ông xã của em sẽ đưa em đi thái cổ mượn nhà vệ sinh. Tống Nhan ngừng nghe những lời vô nghĩa của Sở Trần và trở về phòng. Sau cả một buổi tối nớp nớp lo sợ, Tống Nhan cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm, Tông Sư Vệ Thu Căn của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đã đăng lên Weibo một dòng thông báo. Vào lúc 8 giờ tối nay. Tại khách sạn President, chúng ta sẽ chứng kiến tông sư trẻ tuổi nhất gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Đến lúc đó Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sẽ phát trực tiếp buổi lễ này cho mọi người cùng chứng kiến,
Mọi người hãy chú ý theo dõi, tôi đại diện cho Liên minh Tông sư Cửu Thành, hoan nghênh Sở Trần tới dự. Trong một thời gian, nó đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Thật là mong chờ, hôm trước tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Nguyệt Nữ Hiệp, Sở Trần quả thực xứng với cái tên Nam Quyền Chi Sư, anh ấy cũng hoàn toàn xứng đáng gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Tông sư trẻ tuổi nhất, anh ấy đẹp trai quá, đáng tiếc lại là cô gia ở rể, thật sự quá uất ức. Đừng nói vậy, nói không chừng người ta chỉ tham lam thân thể của tam tiểu thư nhà họ Tống thôi. Thời điểm Sở Trần đi dạo ở Hồ Tống, lần đầu tiên thấy Tống Thu không có luyện tập, cậu đang ngồi trên Mai Hoa Thung. Nhìn thấy Sở Trần đi tới, Tống Thu lập tức cầm điện thoại di động đi tới, anh rể, hiện tại toàn bộ quyền giới của Quảng Đông đều biết tối nay anh chuẩn bị tham gia lễ gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Sở Trần cầm lấy điện thoại di động của Tống Thu, sau đó đưa lại cho Tống Thu, vị vệ thu căn này thật sự rất nhiệt tình nha. Nếu không phải vị kia có giọng điệu rõ ràng hung ác và lạnh lùng trên điện thoại, Sở Trần thật sự nghĩ vị tiền bối này nhìn chúng anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cả thành phố đều theo dõi nghi thức nhập hội này, với đa số mọi người, tuyệt đối là một sự vinh hạnh đặc biệt. Chẳng qua, Sở Trần biết rằng đối phương đẩy anh ta cao lên như vậy chỉ vì muốn đánh anh ta mạnh hơn thôi. Nhưng Sở Trần không quan tâm, hắn chưa bao giờ đề cập đến việc muốn tham gia cái gọi là Liên minh Tông sư Cửa Thành, mọi thứ chỉ là do đối phương tự biên tự diễn, còn Sở Trần thì quá lười biếng để diễn vở kịch này. Anh rể, anh định khi nào xuất phát? Tống Thu hưng phấn hỏi. Buổi chiều đi, Sở Trần suy nghĩ một chút, Tống Thu háo hức nhìn Sở Trần, ý tứ rất rõ ràng, cậu hy vọng Sở Trần sẽ mang theo mình đi. Cậu ngoan ngoãn ở nhà đi, lời nói của Sở Trần đánh gãy suy nghĩ của Tống Thu. Tống Thu nhìn Sở Trần rời đi với ánh mắt buồn bã. Hắn không biết rằng Sở Trần hoàn toàn không có ý định tham gia lễ gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành này, mà chỉ định đưa Tống Nhan đến Dương Thành để sống trong thế giới chỉ có hai người. Làm sao có thể mang theo cái bóng đèn như cậu ta được? Giữa trưa, hiệu ứng trên Weibo của vệ thu căn vẫn đang dần lên men. Vấn đề này đang được tranh luận sôi nổi trong các diễn đàn thiền thành. Trong tòa nhà Kim Than, đoàn đội của Diệp Thiếu Hoàng, người đã bị đánh bại liên tục, lại bắt đầu bốc khói trong văn phòng. Không còn cách nào khác, chúng ta đã thử mọi cách, nhưng tên Sở Trần đó cảm giác như bật hách vậy, một bước lên mây. Chờ hắn gia nhập Liên minh Tông sư Cửa Thành rồi, còn ai dám trêu chọc với Tống gia? Tiền bộ Thiệu thán một tiếng, cũng không thể tuyên bố, về sau thuốc của nhà ta, không bán cho Sở Trần, dùng cái này đến tiết hận đi. Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên ngồi thẳng người, bóp hết tàn thuốc trên gạt tàn, tất cả đều ngừng một chút. Các ngươi có nhớ vụ đánh cuộc giữa Sở Trần và Tiền lão gia? Đôi mắt của Tiền bộ Thiệu phát sáng, thân hình đột nhiên đứng lên, phương diện khác ta không dám nói. Sở Trần muốn thông qua chỉ là một cái chế dược Bắc Trần này, lại muốn đánh vào thị trường chế dược Thiền Thành, ta sợ hắn là đang nằm mơ. Dưới tình huống bình thường, đây chính là khó với lên trời sự tình, nhưng là, Sở Trần gia hỏa này, chúng ta không thể không đề phòng điểm. Diệp Thiếu Hoàng trầm giọng nói, chế dược Bắc Trần đang ở trên lầu của chúng ta, từ bây giờ, chúng ta phải chú ý theo dõi từng động thái của chúng, mà tốt nhất là tìm ra loại thuốc mà bọn chúng sắp định tung ra thị trường. Để chúng ta có thể ngăn chặn chúng một cách có mục tiêu hơn. Chuyện này giao cho tôi đi. Tiền bộ Thiệu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, Sở Trần mới đi tới chỗ của ta ngày hôm qua, hỏi thăm rất nhiều tin tức, người này thật sự là nham hiểm. Hiện tại Sở Trần quật khởi, không ai có thể ngăn cản. Diệp Thiếu Hoàng nói, thứ duy nhất chúng ta có thể sử dụng là vụ cá cược này. Tổ đội thất bại bắt đầu một dự án mới. Sau bữa trưa, một chiếc ô tô chậm rãi rời khỏi biệt thự nhà họ Tống, đi về phía Dương Thành. Sớm đã có người ngồi gần nhà họ Tống nắm bắt được tin tức này. Sở Trần đã lên đường rồi. Thật là nóng vội, tối nay 8 giờ mới bắt đầu buổi lễ, hơn nửa giờ mới có 1 giờ chiều, từ Tống ra đến khách sạn President mất không tới nửa giờ đi. Phải ta cũng vội vã không nhịn nổi đi. Xe đã đi vào đường cao tốc vành đai ở Dương Thành. Tống Nhan thỉnh thoảng nhìn nghiêng sang phía Sở Trần. Tên ngốc này tâm tình lại tốt một cách ngạc nhiên, ậm ừ suốt chặng đường. Anh ta thực sự không coi buổi lễ gia nhập của Liên minh Tông sư Cửu Thành trong lòng chút nào. Anh đang ngâm nga bài hát gì vậy, giai điệu khá hay. Tống Nhan nhìn không được tò mò hỏi, sao tôi vẫn chưa từng nghe qua. Sở Trần cười một tiếng, bà xã à, để anh hát cho em nghe. Sở Trần điều chỉnh thanh âm của mình, hắn hát,
làm phiền mang cho người yêu của tôi một chén rượu nhị oa đầu, Tống Nhan. Sở Trần hát một câu nhị oa đầu kia, lực sát thương quá lớn, Tống Nhan im lặng, cuối cùng đợi Sở Trần hát xong, trước yêu cầu mạnh mẽ của Tống Nhan, Sở Trần đã hát nguyên bài hát gốc. Giai điệu thoải mái vui vẻ khiến tâm trạng của Tống Nhan dần vui vẻ. Bà xã, kỳ thực, anh hát cũng không tệ nha. Sở Trần có chút không phục, Tống Nhan từ khóe mắt liếc nhìn Sở Trần, anh thật sự hát ra cái cảm giác nhị oa đầu. Sau 2 giờ chiều, Sở Trần cùng Tống Nhan xuất hiện tại Thái Cổ Thành ở Dương Thành. Mặc dù Tống Nhan không hứng thú lắm với việc sắp xếp đi mua sắm với Sở Trần vào ngày hôm nay, bởi vì cô có phần lo lắng về buổi lễ gia nhập của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, nhưng tất cả lo lắng này đã thay đổi đáng kể sau khi tới Thái Cổ Thành. Thực tế cũng đã chứng minh, bản chất của phụ nữ là thích mua. Sám, Sở Trần vừa đi tới với ý định mượn nhà vệ sinh, tùy tiện dùng điều hòa, sau đó cùng Tống Nhan uống trà chiều một cách yên tĩnh. Kết quả, Tống Nhan, mua, mua, mua. Lần đầu tiên Sở Trần cảm nhận được, sức chiến đấu của Tống Nhan, dọc đường mang theo bao lớn nhỏ. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, Tống Nhan dường như đang nhân cơ hội này để thư giãn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tống Nhan, Sở Trần không khỏi nở nụ cười. Trong 5 năm hắn bị phong ấn bởi trấn hồn phù, chỉ có Tống Nhan là không chế nhạo hắn. Bà xã à, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Sở Trần thốt ra, cây son này là 1888, mau trả tiền đi. Sở Trần, truy vợ công lược 1, dỗ ngon dỗ 1, thất bại. Khi bước ra khỏi cửa hàng, bước chân của Sở Trần nhẹ nhàng dừng lại, sau đó cùng Tống Nhan tiếp tục đi mua sắm như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà còn có 2 người nữa. Ngay từ khi bước vào Thái Cổ Thành, Sở Trần đã nhận thấy có người đang theo dõi mình. Không chỉ một người, Sở Trần không quan tâm đến việc tìm hiểu lai lịch của những người này. Chỉ cần không làm phiền việc đi mua sắm với vợ của hắn. Diệp gia, Diệp Yên ngồi trên sofa, vẻ mặt ủ rũ, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh. Cô đối với Sở Trần, hận thấu xương. Vậy mà nghênh ngang dạo phố mua sắm. Theo suy nghĩ của Diệp Yên, hành động của Sở Trần, đơn giản là đang khiêu khích. Hắn thật sự coi mình là mãnh long quá giang sao. Diệp Yên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đêm nay đại cữu đã có sắp xếp khác, Sở Trần ngươi dám đến Dương Thành, ta liền để ngươi có đi mà không có về. Tiếp tục theo dõi Sở Trần, ta muốn biết mọi động thái của hắn ở Dương Thành. Tiểu thư, ngoài người của chúng ta, còn có những người khác đang theo dõi Sở Trần. Một người nói, Diệp Yên chế nhạo, Sở Trần lắm kẻ thù, nhất định sẽ ăn trái đắng. Quán cà phê, đương nhiên, Sở Trần không có gọi cho Tống Nhan một ly nhị oa đầu. Hắn tự gọi cho mình một ly cà phê, đường không cần quá nhiều. Sở Trần nhìn Tống Ngạn nở nụ cười, em có biết vì sao anh uống cà phê lại cho ít đường không? Tống Nhan tò mò, tại sao? Bởi vì có em ở đây, đã đủ ngọt ngào rồi. Sở Trần truy vợ công lược số 2, thổ lộ lời tâm tình. Tống Nhan trợn mắt nhìn Sở Trần, vừa rồi học được từ lời bài hát sao? Sở Trần mặt không đổi sắc, chỉ là do lời bài hát kia nói ra tiếng lòng của anh. Trong lúc hai người đang tán gẫu, điện thoại di động của Sở Trần reo. Cuộc gọi của Hạ Bắc, rốt cuộc có tin tức gì sao? Sở Trần lẩm bẩm một mình, rồi kết nối điện thoại. Trần ca, bây giờ anh đang ở đâu? Hạ Bắc nói, buổi lễ thành viên gia nhập tối nay chỉ sợ có vấn đề, em tra được lai lịch của tên vệ thu cản của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành kia, mẹ của Diệp Yên chính là em gái hắn ta. Sở Trần, cùng Hạ Bắc nói vài câu liền cúp điện thoại. Sở Trần nhìn Tống Nhan cười nói, hóa ra đêm nay Diệp gia là kẻ đứng sau một màn này. Nội tâm Tống Nhan chìm xuống, chẳng trách hắn lại nhắm vào anh nhiều như vậy, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Uống xong cà phê, liền về sớm đi. Vẫn còn sớm, Sở Trần cười bí hiểm nhìn Tống Nhan, tối nay chúng ta có sắp xếp khác. Tin tức Sở Trần đi mua sắm ở Dương Thành nhanh chóng lan truyền trong quyền giới. Không ít người cảm thấy kinh ngạc, tối nay có sự kiện quan trọng như vậy. Sở Trần còn tâm trí đi mua sắm sao? Có lẽ vì quá phấn khích nên đã làm việc khác để xoa dịu tâm trạng. Tôi dám cá rằng Sở Trần sẽ xuất hiện trước 6 giờ tại khách sạn President. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Sở Trần. Tống Nhan lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Bây giờ đi đâu? Sở Trần liếc mắt nhìn thời gian. Đi, Hải Tâm Sa, ca kịch viện. Vừa dứt lời, thân thể Tống Nhan run lên, đột nhiên nhìn Sở Trần. Hồi lâu, Tống Nhan hỏi, đi làm gì? Buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ Dương Cầm quốc tế Tiêu Lãng sắp diễn ra,
hôm nay chính là buổi biểu diễn cuối cùng ở Dương Thành của anh ấy. Sở Trần chớp mắt mỉm cười, đôi tay trở nên ảo diệu, bà xã, em không muốn đi nghe một chút sao? Tống Nhan nhìn Sở Trần với vẻ mặt phức tạp, cô từ nhỏ đã yêu thích đàn piano. Buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ Dương Cầm quốc tế Tiêu Lãng, ngay buổi biểu diễn đầu tiên cô đã rất chú ý đến, nhưng Tống gia phát sinh nhiều việc, cô cũng không dám phân tâm. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Trần lại biết mình thích Dương Cầm, đồng thời còn sắp xếp như vậy. Cảm ơn anh, Tống Nhan hoàn hồn trở lại, mỉm cười với Sở Trần. Khoảnh khắc dịu dàng này khiến Sở Trần cảm thấy cả người như tan ra. Truy vợ công lượng số 3, hợp ý. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiếu sáng trên mặt nước của sông Châu Giang, thỉnh thoảng có đoàn thuyền qua lại. Buổi biểu diễn piano chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Sở Trần và Tống Nhan đang thổi gió bên sông, cách đó không xa có một ca sĩ đường phố hát đã thu hút rất nhiều người dừng lại. Nếu như lúc nào cũng có thể bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Tống Nhan khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Mấy ngày nay, nếu không phải Sở Trần đột nhiên tỉnh ngộ, tiếp đó nhiều lần cứu nguy giúp nhà họ Tống, e rằng Tống gia hiện tại đã phá sản từ lâu rồi. Thương trường như chiến trường, thậm chí đôi khi, nó còn đẫm máu và tàn khốc hơn cả chiến trường. Sở Trần nắm lấy tay Tống Nhan, bão tố lớn cỡ nào cũng không thổi đến người em. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở phía xa, những người đang theo dõi Sở Trần dần trở nên khó hiểu. Đã 7 giờ tối, Sở Trần vẫn còn ở bên sông Châu Giang. Sở Trần đang làm cái quái gì vậy? Cho dù bây giờ rời đi, có lẽ hắn cũng không thể đến khách sạn President trước 8 giờ. Thế nhưng, 8 giờ là thời gian chính thức bắt đầu của buổi lễ gia nhập thành viên. Hắn không được báo trước sao? Hắn không phải là bị gió sông thổi mê mẩn đầu óc, quên mất đêm nay còn có buổi lễ gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành đi. Đám người ở chỗ tối theo dõi Sở Trần, nhịn không được sốt ruột thay hắn. Thời gian trôi qua, bọn họ hận không thể đi tới trước mặt Sở Trần để nhắc Sở Trần rằng đã đến giờ đi đến khách sạn President. Đi thôi, cuối cùng hắn cũng đi rồi. Nhìn thấy Sở Trần và Tống Nhan rời khỏi sông Châu Giang, những người phụ trách theo dõi đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hơi muộn, nhưng đến là tốt rồi. Đám người phía sau đang theo dõi Sở Trần vẻ mặt hưng phấn, bọn họ còn đang lo lắng Sở Trần sẽ quên mất buổi lễ nhập môn của Liên minh Tông sư Cửu Thành hôm nay. Tông sư trẻ tuổi nhất tỉnh Quảng Đông, buổi lễ thành viên gia nhập của Liên minh Tông sư Cửu Thành. Vinh dự này không phải ai cũng được hưởng. Bọn họ không khỏi sốt ruột thay cho Sở Trần. Đối với quyền giới tỉnh Quảng Đông, đêm nay, mọi sự tập trung đều đổ dồn tới nghi thức nhập hội của Sở Trần. Sở Trần và Tống Nhan nắm tay nhau, rẽ vào một góc, đi về phía cổng nhà hát. Những người theo dõi ở đằng xa đều sững sờ. Đây là, Sở Trần muốn đi đâu vậy? Anh ta không định tham gia lễ nhập môn của Liên minh Tông sư Cửu Thành sao? Đám người này cảm thấy khó tin. Bọn họ đang tưởng tượng Liên minh Tông sư Cửu Thành đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, công khai vì Weibo chính thức. Chỉ để làm lễ nhập môn cho Sở Trần, kết quả bị Sở Trần cho leo cây, hậu quả, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Sở Trần thật sự nhớ nhầm thời gian sao? Hắn không biết đêm nay hắn sẽ tham gia lễ nhập môn của Liên minh Tông sư Cửu Thành sao? Có người nhìn không được bước nhanh hơn, bọn họ không lo nhiều nữa, chỉ muốn đuổi kịp Sở Trần hỏi xem hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ vì muốn cùng vợ đi xem buổi biểu diễn piano. Anh ta không ngại làm mất lòng Liên minh Tông sư Cửu Thành sao? Nhưng mà, bọn họ vẫn là chậm một bước, Sở Trần đã soát vé rồi tiến vào khán phòng. Trước cửa soát vé, mấy người sững sờ. Một phút sau, Diệp gia, tìm chuyện hay tại gạch dưới chamchuyen.vn gạch dưới Diệp Yên nhận được tin tức. Sở Trần vậy mà lại đưa tam tiểu thư Tống ra đi xem buổi biểu diễn piano của Tiêu Lãng. Diệp Yên cũng thật không ngờ, cô cân nhắc qua nhiều khả năng. Phân tích tình hình của chính Sở Trần. Có thể nói, nếu như không đại cứu tận lực làm khó dễ, việc Sở Trần gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành, đối với hắn mà nói, buổi lễ nhập môn này trăm lợi không có một hại. Nhưng hắn ta, vậy mà không đi. Hồi lâu, khuôn mặt Diệp Yên nở một nụ cười mong đợi. Nếu Sở Trần không đi, hắn sẽ phải trả giá cao hơn việc chỉ bị làm khó dễ. Đắc tội toàn bộ Liên minh Tông sư Cửu Thành, Sở Trần. Ta muốn xem ngươi làm thế nào để có thể có được chỗ đứng trong quyền giới Quảng Đông. Hai mắt Diệp Yên sáng lên. 7 giờ rưỡi tối, sảnh tiệc nổi tiếng của khách sạn President Dương Thành. Không ít người đều bận rộn. Một đội chuyên nghiệp đang phát sóng trực tiếp, đến từ những người quản lý của Liên minh Tông sư Cửu Thành.
Tiêu đề của buổi phát sóng trực tiếp cũng rất bắt mắt, tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử gia nhập liên minh tông sư cửu thành quyền giới Quảng Đông đều bị thu hút hết tới đây. Tiếng mưa đạn trong phòng trực tiếp không ngừng bay. Anh hùng xuất thiếu niên, tông sư trẻ tuổi như vậy, tôi thật sự rất tò mò Sở Trần trông như thế nào. Tối nay, chủ trì buổi lễ nhập môn của Sở Trần, chính là tông sư Vệ Thu Căn. Vệ Thu Căn có địa vị rất cao trong liên minh tông sư cửu thành. Tôi đã theo dõi vi vây bua của ông ấy, ông ta thực sự coi trọng Sở Trần. Sở Trần đơn giản là thiên kiêu chi tử, anh ta tuổi còn trẻ đã trở thành tông sư, lại được Vệ Thu Căn yêu ái, tiền đồ của anh ta trong quyền giới có thể nói bất khả hạn lượng. Số người trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu đông lên. 1.000, 2.000, 3.000, tinh anh quyền quán, rất nhiều đệ tử đã kết thúc buổi luyện võ của mình, mọi người vẫn chưa rời đi. Mỗi người đều lấy điện thoại di động của mình ra xem buổi phát sóng trực tiếp. Sau ngày hôm nay, Sở Trần chính là thành viên của Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Tôn Tiểu Nguyệt hai mắt sáng rực, trở thành một tông sư chính là mục tiêu cả đời của cô. Nhưng Sở Trần tuổi còn trẻ, trạc tuổi của cô, vậy mà đã đạt tới cấp bậc loại này. Quái lạ, đã 7 giờ rưỡi rồi, sao tôi vẫn chưa thấy anh rể đâu? Tống Khuyết tự lẩm bẩm, những người khác cũng tỏ ra nghi hoặc. Chỉ còn nửa giờ nữa là buổi lễ nhập môn chính thức bắt đầu, có thể nói rằng Sở Trần lẽ ra phải đến hiện trường vào lúc này. Chẳng lẽ vào một sự kiện quan trọng như vậy, Sở Trần còn muốn thư thả thời gian sao? Khách sạn President, tại hiện trường, tối nay Vệ Thu Căn trong trang phục chỉnh tề cũng đã có mặt, ngồi bên cạnh ông ta lúc này đều là những nhân vật quan trọng trong Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Người đàn ông trung niên nở nụ cười. Tôi đã xem video trận chiến của Sở Trần với hai tông sư tại Tinh Anh Quyền Quán, tôi thực sự rất mong chờ đêm nay, có thể chứng kiến một người trẻ tuổi xuất chúng như vậy gia nhập Liên minh Tông Sư Cửa Thành của chúng ta. Người đàn ông trung niên tên là Lê Chí Quân, tông sư của Dương Thành. Vân là lão vệ tin tức linh thông, ngay lập tức liền đem Sở Trần thu xếp vào, đồng thời cho Sở Trần phô trương cũng đủ lớn. Qua đêm nay, Sở Trần đối với Liên minh Tông Sư Cửu Thành, tất nhiên sẽ có lòng cảm mến. Một vị tông sư khác nói, chỉ là, vào thời điểm này, tại sao Sở Trần vẫn chưa xuất hiện? Vệ Thu Căn ha ha cười một tiếng, người trẻ tuổi đối với quan niệm về thời gian, cùng chúng ta từ đầu đến cuối có chút không giống, Sở Trần từng tuổi này đã thành tông sư, đại khái cũng muốn tới thời khắc quan trọng mới xuất hiện đi, chúng ta mấy cái lão gia hỏa, lý giải. Lý Chí Quân mỉm cười, cũng không quan trọng, tuổi trẻ thích thể hiện, đó là điều hết sức bình thường. Còn nữa, tôi nghe nói chiều nay Sở Trần đã đến Dương Thành, hắn hơn ai hết còn sốt ruột hơn. Vệ Thu Căn nhếch miệng, những vị trước mặt đều là những tông sư kỳ cựu có uy danh hiển hách trong liên minh tông sư cửu thành. Đằng sau mỗi người, càng là đại diện cho một thế lực. Tối nay, vì buổi lễ gia nhập của Sở Trần, bọn họ đều tới hiện trường để chứng kiến tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử gia nhập liên minh tông sư cửu thành. Vệ Thu Căn đã nhận được tin Sở Trần đã vào nhà hát lớn Hải Tâm Sa. Hắn càng thổi phồng Sở Trần mạnh mẽ hơn, tự nhiên, làm cho Sở Trần ngã càng đau hơn. Ngoài những người của Liên minh Tông Sư Cửu Thành tới hiện trường vào tối nay, còn có một số khách mời. Nếu Sở Trần không xuất hiện, tương đương với việc giáng cho Liên minh Tông Sư Cửu Thành một cái tát lớn vào mặt. Vệ Thu Căn tin rằng, nhưng gia hỏa có mặt ở đây, hận không thể kéo Sở Trần ra bóp cổ hắn ta đến chết. 7 giờ 40 lãm, Sở Trần vẫn không có xuất hiện. Bây giờ dần dần có một số giọng nói huyên náo. Tại sao Sở Trần còn chưa tới? Cái mặt mũi này cũng không khỏi lớn quá. Đúng 8 giờ sẽ diễn ra nghi thức nhập hội, có phải đợi đến đúng 8 giờ hắn mới xuất hiện không? Đám người ngồi cùng bàn Vệ Thu Căn, có một số người vẻ mặt u ám rồi. Sở Trần vừa mới liên lạc với tôi. Vệ Thu Căn cười nói, cậu ta nói đang gặp tắc đường, 10 phút nữa sẽ tới. Mọi người gật đầu, thời gian càng ngày càng tới gần 8 giờ tối. 10 phút trôi qua, Vệ Thu Căn khẽ cau mày, kỳ quái, sao hắn còn chưa tới? Vệ Thu Căn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Sở Trần, đột nhiên đứng lên. Không ít ánh mắt nhìn về Vệ Thu Căn, Vệ Thu Căn vẻ mặt do dự, trong lòng ngây ngẩn cả người, Sở Trần đơn giản là quá phối hợp. Một lúc lâu sau, Vệ Thu Căn nói, điện thoại di động của Sở Trần đã tắt máy. Đám người xôn xao một trận, ngay thời điểm này lại tắt điện thoại, điều này có ý gì? Sở Trần cho leo cây. Sở Trần dám cho Liên minh Tông Sư Cửu Thành leo cây. Chờ một chút đi, Vệ Thu Căn hít sâu một hơi nói, ta tin tưởng, Sở Trần đứa bé kia không phải người không biết nặng nhẹ. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 8 giờ tối.
Vệ Thu Căn vẫn còn đang vì Sở Trần mà nói chuyện, khi Sở Trần tiếp xúc với tôi, cậu ta cho tôi ấn tượng là một người lịch sự, nho nhã, đối với buổi lễ nhập môn tối nay, Sở Trần luôn rất chú ý, nhiều lần hỏi tôi chi tiết cụ thể, chắc chắn cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ vắng mặt. Hừ, một lão tông tư đứng lên phất tay áo, ta hoàn toàn không cảm thấy, hắn có chút nho nhã lịch sự, gạch dưới náo. Tiêu lão, bất giận, Vệ Thu Căn vội vàng mở miệng, đồng thời khẽ cúi đầu, vẻ mặt thoáng hiện vẻ mừng thầm. Vị lão tông sư này, đêm nay chính là vị có tư lịch già nhất trong liên minh tông sư. Tiêu Thiên Hà, phía sau Tiêu Thiên Hà là một thế lực gia tộc lâu đời ở Dương Thành, Tiêu gia. Tiêu gia tại Dương Thành có thể nói xếp vào top 5 gia tộc hùng mạnh nhất. Thế lực gia tộc mạnh mẽ như thế này, không ai nguyện ý trêu chọc. Đêm nay Vệ Thu Căn đem Tiêu Thiên Hà mời đến để tham gia nghi thức nhập hội của Sở Trần, cũng là bởi vì Vệ Thu Căn vô cùng hiểu rõ tính cách của Tiêu Thiên Hà. Tiêu Thiên Hà là một kẻ vô cùng để ý tới thể diện, có tiếng bảo thủ, bao che, tại Tiêu gia, lời nói của Tiêu Thiên Hà, giống như là thánh chỉ, không có người dám chống lại. Nếu Sở Trần bị Tiêu Thiên Hà trả thù, đó sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời. 8 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng của Sở Trần trong khách sạn President. Hiện trường đã nổ tung, ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ không tin. Làm sao lại như vậy? Vào dịp quan trọng như tối nay, Sở Trần lại định đến muộn sao? Cho tới bây giờ, đại đa số mọi người đều còn cảm thấy, Sở Trần chắc chắn sẽ xuất hiện. Sự chậm trễ của Sở Trần khiến họ cảm thấy khó tin. Trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức của Liên minh Tông Sư Cửu Thành, vào lúc này cũng đang vô cùng náo động. Người đâu, không phải nói lễ nhập môn vào lúc 8 giờ sao, tại sao ngay cả bóng dáng của Sở Trần cũng không thấy? Ta vẫn còn đang chờ xem bộ mặt thật của vị tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nhà hát kịch Hải Tâm Sa, khán giả yên lặng, trong bóng tối, Sở Trần vẫn đang nắm tay Tống Nhan. Đột nhiên, một chùm ánh sáng nhẹ rơi xuống. Trước dương cầm, người phụ nữ mặc váy dài, ngón tay mềm mại đặt lên phím đàn. Một tràng pháo tay vang lên. Lúc này, Sở Trần cảm giác được tay của Tống Nhan vô thức siết chặt. Tại sao lại là con gái? Sở Trần nhìn sang, tự hỏi Tiêu Lãng, cái tên này là nữ. Vừa dứt lời, Sở Trần liền cảm thấy có mấy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm mình. Đừng nói nhảm nữa, Tống Nhan thấp giọng, anh thật là, không phải trên vé có hình Tiêu Lãng sao? Sở Trần khóe miệng giật giật, bởi vì cái tên Tiêu Lãng đã được định trước, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Lãng sẽ là một cô gái. Tiếng vỗ tay tại hiện trường dần lắng xuống, 10 ngón tay của Tiêu Lãng múa trên phím đàn như những tinh linh. Tống Nhan đã ngồi say mê, Sở Trần thoạt đầu không hứng thú lắm với tiếng nhạc dương cầm, nhưng phải thừa nhận rằng sau khi nghe xong bản nhạc này, ý nghĩ u buồn của nó khiến người ta bất giác say mê. Sức cuốn hút quá mạnh, Sở Trần nhìn cô gái bị ánh đèn dịu dàng che khuất trên sân khấu, trên mặt tràn đầy suy tư, bi thương, tay đánh phím đàn càng lúc càng nhanh. Cảm xúc lên đến cực điểm, dần dần, bài hát đi đến hồi kết, khi nốt nhạc cuối cùng được đánh lên, Tiêu Lãng đặt tay lên phím. Bình tĩnh lại một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, dành cho Tiêu Lãng, vì mọi người. Khán phòng im lặng một lúc, sau đó tiếng vỗ tay như sấm nổ ra. Sở Trần cũng từ đáy lòng vỗ tay, thật sự rất hay. Đây là ca khúc thành danh của Tiêu Lãng, đồng thời cũng là bài hát đầu tiên của cô ấy. Ánh mắt Tống Nhan lóe lên, khi Tiêu Lãng 16 tuổi, với bài hát đầu tiên được thể hiện đã kinh diễm toàn thế giới. Sở Trần kinh ngạc, không khỏi nhìn Tiêu Lãng lần nữa. Quả là một nghệ sĩ piano tài năng, ở tuổi 16, cô đã làm cả thế giới kinh ngạc với bản nhạc piano đầu tiên. Dành cho Tiêu Lãng, Sở Trần thở dài, thật không thể tưởng tượng nổi một cô gái mới 16 tuổi lại có thể viết ra một bài hát bi thương như vậy. Tống Nhan do dự một chút, sau đó thì thào nói, vừa rồi anh không phải rất hiếu kỳ về cái tên Tiêu Lãng, này sao? Thực ra đối với người hâm mộ của Tiêu Lãng, đây không phải bí mật gì. Trong một buổi biểu diễn trước công chúng, khi Tiêu Lãng được hỏi về tên của mình, ngay lúc đó cô ấy đã trả lời, Tiêu Lãng, quả thực không phải tên thật của cô ấy, mà là tên em trai của cô ấy. Em trai cô ấy, Sở Trần giật mình, tại sao lại dùng tên em trai cô ấy? Bởi vì, cô ấy muốn cả thế giới nhớ tới cái tên, Tiêu Lãng, này, cô ấy muốn mọi người sẽ nhắc đến cái tên này mãi mãi. Đôi mắt Tống Nhan hơi đỏ, cô ấy thì thầm, em trai cô ấy, khi lên 7 tuổi. Đã rời bỏ thế giới này vì một vụ tai nạn, em trai của cô ấy có sở thích lớn nhất là piano. Trước khi chết, cậu ấy đã nắm tay cô ấy nói, cậu ấy rất sự,
cậu ấy sợ rằng nếu mình chết đi, mọi người sẽ quên cái tên cậu ấy. Tống Nhan khẽ thở dài, cho nên, cô ấy đã dùng tên em trai của mình, từ ngày đó trở đi, cô ấy đã luyện tập piano chăm chỉ, để tất cả mọi người sẽ nhớ đến em trai của cô ấy, cũng bằng cách này, cô ấy sẽ tiếp tục sống thay em trai mình. Nội tâm của Sở Trần chấn động, nhìn cô gái trên sân khấu, vì em trai mình qua đời, cô ấy đã trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới. Lúc này, từ thiên tài trong đầu Sở Trần dần dần biến mất, thay vào đó là kiên cường, cường đại. Phải có nội tâm mạnh mẽ thế nào mới có thể làm được điều này? Tiếng piano lại vang lên lần nữa. 8 giờ 30 tối. Trong đại sảnh tiệc nổi tiếng của khách sạn President, không ai còn có thể ngồi vững, từng người một đứng lên, nhìn nhau. Ban đầu họ được mời đến để chứng kiến tông sư thiên tài trẻ nhất trong lịch sử đã gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Kết quả là, bọn họ đã thực sự được chứng kiến tận mắt vị tông sư thiên tài trẻ tuổi này đã cho cả Liên minh Tông sư Cửu Thành phải leo cây. Anh ấy không đến, Tinh Anh quyền quán, từng đệ tử của quyền quán cầm điện thoại di động, miệng há to không phát ra âm thanh. Tống gia, Tống Thiên Dương cũng đột nhiên nghĩ đến đêm nay Sở Trần sẽ gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành, liền lấy điện thoại di động ra. Sau 2 phút, Tống Thiên Dương cảm thán, hai mắt trợn tròn. Sở Trần đi đâu rồi? Hoàng gia, Diệp gia, Triệu gia, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào, vẻ mặt không thể tin được. Hạ Bắc cầm điện thoại mà sững sờ. Sau khi hắn nói cho Sở Trần biết thông tin mình đã điều tra ra, hắn không ngờ rằng Sở Trần sẽ không đến khách sạn President. Ngay cả vị thiếu gia nhà họ Hạ vào lúc này cũng không khỏi run tay cầm điện thoại. Hắn không thể tưởng tượng được tiếp theo Sở Trần sẽ phải đối mặt với cơn bão như thế nào. Chương trình phát sóng trực tiếp đột nhiên bị khóa trên bàn của Vệ Thu Căn, cùng đám người đứng đầu Liên minh Tông sư Cửu Thành. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng xấu xí. Có tin tức truyền về, Sở Trần đến nhà hát kịch Hải Tâm Sa để xem buổi hòa nhạc piano của Tiêu Lãng. Trực tuyến và ngoại tuyến, tất cả đều nổ tung trong chốc lát. Sở Trần, muốn xong, khách sạn President, sảnh tiệc nổi tiếng, mọi con mắt đều đổ dồn về một chiếc bàn. Tiêu Thiên Hà, Lê Chí Quân, Vệ Thu Căn, từng vị của Liên minh Tông sư Cửu Thành đều không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Vệ Thu Căn mặt đỏ bừng bừng không bình tĩnh được, lồng ngực tức giận phập phồng. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người, hắn càng thêm tức giận. Sở Trần còn là người sao? Vệ Tông Sư đích thân dìu dắt hắn, khen ngợi nhiều lần trên Weibo, không ngờ hắn lại là loại người như vậy. Cái gì mà Tông Sư trẻ tuổi nhất lịch sử, loại người này, đáng để người ta phỉ nhổ, ta coi thường hắn. Thật khiến Vệ Tông Sư đau lòng. Vệ Thu Căn thật vất vả mới lắng lại tâm tình của mình, hướng phía bọn người Tiêu Thiên Hà cúi đầu, thân sắc áy náy, đều tại ta, cân nhắc không chu toàn. Mới khiến Liên minh Tông sư Cửa Thành náo một chuyện cười lớn như vậy. Lão Vệ, ông nói câu này liền không đúng. Lý Chí Quân lạnh lùng nói, không ai nghĩ rằng Sở Trần sẽ là loại người như vậy. Không sai, muốn trách chỉ có thể trách Sở Trần, loại ngụy quân tử kia nói không giữ lời. Những người đến từ Liên minh Tông sư Cửu Thành có mặt vô cùng tức giận. Lúc này, những vị khách mời ở đây đều đang âm thầm thương tiếc Sở Trần không biết trời cao đất rộng. Trong trường hợp này, mà dám cho Liên minh Tông sư Cửu Thành leo cây, đây là đang muốn kết tử thù với Liên minh Tông sư Cửu Thành. Sau một trận bùng nổ, hiện trường yên tĩnh trở lại, Tiêu Thiên Hà trong mắt lóe lên tia tức giận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Sở Trần này có phải có 3 đầu 6 tay, thậm chí ngay cả đến Liên minh Tông sư Cửu Thành cũng không để trong mắt. Hắn hiện tại đang ở nhà hát kịch Hải Tâm Sa sao? Được rồi, nếu hắn đã không đến, vậy chúng ta đi qua đó. Vừa dứt lời, toàn trường kinh hãi, Tiêu Thiên Hà lại đích thân đến gặp Sở Trần để tính sổ sách. Vì cảnh quay phát sóng trực tiếp vừa rồi không ngừng ở nơi này, cho nên vào lúc này, toàn bộ kênh phát sóng trực tiếp cũng nổ tung. Tiêu Lão Tông Sư nổi giận, lần này có trò hay để xem rồi. Các anh em, tới nhà hát kịch Hải Tâm Sa nhận chỗ thôi. Chúng ta đi xem náo nhiệt, Tống Thiên Dương và vợ bất động như bị điện giật. Hồi lâu, Tô Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói hoảng sợ, mau. Gọi điện thoại cho Sở Trần. Đừng nói đến Sở Trần, ngay cả điện thoại di động của Nhan Nhan cũng đã tắt. Tống Thiên Dương cười khổ, hai đứa nó hẳn là đến buổi hòa nhạc piano, tôi đoán là chúng không muốn bị quấy rầy nên đã tắt máy đi. Tô Nguyệt sốt ruột vô cùng, song song, anh nghĩ sao tên ngốc Sở Trần này lại có thể suốt ngày gây phiền phức như vậy. Đã biết rõ tối nay sẽ tham gia vào buổi lễ ra mắt của Liên minh Tông sư Cửu Thành, vậy mà giờ liền đắc tội chết với Liên minh Tông sư Cửu Thành.
Tinh Anh Quyền Quán, một thân ảnh chạy vội ra. Tống Thu nhanh chóng khởi động xe. Tôn Tiểu Nguyệt đến gõ cửa kính xe, anh bây giờ có đi cũng không có khả năng tới nhà hát kịch Hải Tâm xa trước bọn họ. Mặc kệ, cũng không thể cứ thế nhìn bọn họ lấy nhiều bắt nạt ít. Tống Thu nói, chúng ta qua giúp anh rể. Tôn Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, những đệ tử khác của Tinh Anh Quyền Quán đã đi tới. Một số người có ô tô riêng, một số người khác thì bắt taxi bên lề đường. Tất cả đều muốn đến nhà hát kịch Hải Tâm xa. Tôn Tiểu Nguyệt mở cửa xe, ngồi vào. Tống Thu giật mình, Tôn Tiểu Nguyệt mỉm cười, đừng quên, tôi cũng là thành viên của Tinh Anh Quyền Quán, chưa kể, Sở Trần bây giờ là thần tượng của tôi. Xe phóng nhanh về hướng Dương Thành, tòa nhà Kim Than, tổ đội thất bại, Vinh Đông lúc này đang cười lớn, nước mắt như muốn trào ra. Ôi, tôi thực sự cười đến chết mất, Vinh Đông cười nói, đây thực sự là một bất ngờ ngoài mong đợi, tôi thực sự không ngờ rằng Sở Trần lại tự tìm đường chết như thế này. Đôi mắt của Tiền Bộ Thiệu lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, chúng ta có lẽ sẽ không thể đợi đến ngày vụ cá cược của hắn với ông tôi hết hạn. Ha ha ha, Diệp Thiếu Hoàng đứng dậy, trong lòng cảm thấy vui sướng chưa từng có, đi thôi, một cảnh đẹp như vậy, làm sao tôi có thể bỏ lỡ được. Sau khi xem xong buổi biểu diễn piano này, Sở Trần có lẽ sẽ sợ hãi và ngớ ngẩn khi nhìn thấy chiến trận ở bên ngoài. Dương Thành hạ ra, một bóng người hùng hùng hổ hổ lao vào. Cha! Lần này, con vẫn muốn hỗ trợ Sở Trần. Hạ Bắc ánh mắt kiên định nhìn Hạ Vọng Giang. Câu nói của Tiêu Thiên Hà đã khiến các nhà chấn động. Quảng trường Hải Tâm xa Dương Thành, do buổi biểu diễn piano của Tiêu Lãng diễn ra vào tối nay, cho nên đã có rất nhiều người hâm mộ tụ tập, nhưng đột nhiên có rất nhiều người đến, khiến quảng trường rộng rãi này dường như có chút tắc nghẽn. Cảnh sát Dương Thành đã khẩn trương huy động thêm nhân viên để duy trì trật tự tại hiện trường. Khung cảnh buổi hòa nhạc. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong âm nhạc tuyệt vời do tiếng đàn piano của Tiêu Lãng mang lại. Thêm một bài hát khác, Tiêu Lãng đứng dậy, cảm ơn mọi người. Ánh đèn mờ dần đi, khán phòng truyền đến tiếng reo hò phấn khích, Sở Trần tò mò mà quay đầu nhìn Tống Nhan. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe buổi hòa nhạc piano của Tiêu Lãng. Tống Nhan nói, tôi nghe nói, trong buổi hòa nhạc sẽ có một phân đoạn, tại khán phòng một khán giả ngẫu nhiên sẽ được chọn để lên chơi piano. Ngoài ra có thể lựa chọn hợp tấu cùng Tiêu Lãng. Đôi mắt của Tống Nhan sáng lên, cô đang rất mong chờ điều đó. Người may mắn tối nay nhất định phải là bà xã ta. Sở Trần cười nói, hậu trường, ngay khi Tiêu Lãng vừa đi trở lại, một người phụ nữ đi tới với vẻ mặt lo lắng, không tốt, đã xảy ra chuyện. Cô, sao vậy? Tiêu Lãng hỏi, Tiêu Ly là cô của Tiêu Lãng, ông nội cháu, tức là cha ta, đang trên đường tới đây. Tiêu Ly nói nhanh. Cô nghe nói có người đắc tội với liên minh khiến ông nội cháu vô cùng tức giận, hiện tại người này đang nghe buổi biểu diễn của cháu. Tiêu Lãng nghe vậy, không khỏi choáng váng, sau một khoảnh khắc im lặng, Tiêu Lãng ngẩng đầu, cỏ à, chú ý tình hình bên ngoài hơn đi, bất kể thế nào, cháu cũng sẽ không thể để ông nội làm tổn thương đến người hâm mộ của cháu tại đây. Lãng nhi, cháu đã thật vất vả hôm nay mới đi tới một bước này, trong lòng ông nội cháu đã tiếp nhận cháu, không còn so đo chuyện năm đó. Đêm nay cháu không thể phật ý ông ấy. Tiêu Ly dặn đi dặn lại. Tiêu Lãng mím nhẹ đôi môi đỏ mọng gật đầu. Cô, cháu tự biết cân nhắc mọi chuyện. Cháu đi đi, Tiêu Ly động viên Tiêu Lãng. Trong lòng cô, cháu sẽ luôn là người tuyệt nhất. Vài phút sau, dưới sự chú ý của mọi người, Tiêu Lãng lại lên sân khấu lần nữa. Tiếp theo, tôi muốn chọn một người trong số các vị khán giả và người hâm mộ có mặt ở đây để chơi piano trên sân khấu. Người được chọn có thể chọn chơi một mình hoặc cùng tôi hợp tấu. Tiêu Lãng cười, vừa dứt tiếng, toàn trường đã vang lên tiếng reo hò, cổ vũ. Không ít người vô cùng kích động. Mỗi buổi biểu diễn piano của Tiêu Lãng, cô ấy đều mang đến cho người hâm mộ một lợi ích như vậy. Nhất định phải chọn ta. Trong lòng nhiều người đều đang nghĩ thầm. Tiêu Lãng ngồi trước cây đàn piano, hai tay bắt đầu tấu một giai điệu vui vẻ. Những bóng đèn sáng xoay nhanh soi từng vị trí khán phòng. Kèm theo đó là những chàng pháo tay đầy háo hức chờ đợi. Tất cả đều chờ mong. Khi giai điệu cuối cùng trong bài hát của Tiêu Lãng kết thúc, tia sáng đó ngay lập tức khóa chặt một người. Sở Trần hai mắt híp lại. Ánh sáng này sao đột nhiên có chút chói mắt. Anh ấy thật đẹp trai. Vậy mà là một soái ca. Tôi có chút thèm muốn cơ thể của anh ấy. Tiếng nói truyền ra từ bốn phía. Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan, đột nhiên cười nhẹ. Anh đi một lát rồi sẽ trở lại. Nói xong. Sở Trần đứng dậy đi về phía sân khấu.
Tống Nhan sững sờ một lúc, một số dấu hỏi hiện lên trong đầu cô. Sở Trần, anh ta vậy mà dám lên sân khấu. Anh ta có thể chơi piano sao? Chúc mừng vị tiên sinh này, trước tiên có thể giới thiệu bản thân mình với mọi người được không? Tiêu Lãng nhìn Sở Trần cười nói. Anh ấy thật đẹp trai. Vậy mà là một soái ca. Tôi có chút thèm muốn cơ thể của anh ấy. Tiếng nói truyền ra từ bốn phía. Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan, đột nhiên cười nhẹ, anh đi một lát rồi sẽ trở lại. Nói xong, Sở Trần đứng dậy đi về phía sân khấu. Tống Nhan sững sờ một lúc, một số dấu hỏi hiện lên trong đầu cô. Sở Trần, anh ta vậy mà dám lên sân khấu. Anh ta có thể chơi piano sao? Chúc mừng vị tiên sinh này, trước tiên có thể giới thiệu bản thân mình với mọi người được không? Tiêu Lãng nhìn Sở Trần cười nói. Tôi tên là Sở Trần, xin chào mọi người. Sở Trần nói một cách ngắn gọn. Ở hậu trường, Tiêu Lai đang rất chú ý đến tình hình trên sân khấu, ngay khi cô nghe thấy cái tên vừa nói, cô không khỏi choáng váng. Cô biết được tin tức, người mà Tiêu Thiên Hà đang tìm chính là Sở Trần. Chính là người đàn ông đẹp trai trước mặt này sao? Không thể trùng hợp như vậy được. Tiêu Ly nhìn hẳn ta chằm chằm. Sau khi Tiêu Lãng giao lưu với khán giả và người hâm một vài câu, cô quay sang hỏi Sở Trần, Sở tiên sinh, anh muốn chơi một mình hay muốn cùng tôi hợp tấu? Tiêu Lãng lịch sự hỏi một câu. Trong mỗi buổi biểu diễn của cô ấy, những khán giả được lựa chọn đều là người hâm mộ của cô, chắc chắn sẽ chọn hợp tấu với cô ấy. Mặc dù Sở Trần này nhìn có vẻ bình tĩnh hơn so với những người hâm mộ khác, nhưng người dám biểu diễn solo trên sân khấu trước mặt vạn người sẽ cần rất nhiều can đảm. Tôi lựa chọn độc tấu. Sở Trần cười đáp, bà xã tôi rất thích piano, tại đây, tôi sẽ chơi một bản cho cô ấy nghe. Vừa dứt lời, toàn bộ khán phòng đã có chút náo động. Thật lãng mạn, đây cũng là quá hạnh phúc đi. Không biết anh ấy chơi như thế nào, nhưng cũng đừng đem lãng mạn biến thành trò đùa. Ngay cả cơ hội hợp tấu với Tiêu Lãng cũng bỏ qua, đây hẳn là nam nhân thẳng thắn, nói không chừng bà xã của anh ta là tay trái của anh ấy. Tiêu Lãng hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, xin mời. Tống Nhan nhìn Sở Trần đi tới đàn dương cầm ngồi xuống. Ánh đèn xung quanh dần dần mờ đi, chỉ còn lại một cây đàn piano, dưới ánh đèn dịu nhẹ, đặc biệt dễ thấy. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt Sở Trần, từng đường nét này khiến không ít người phải phát cuồng. Đây cũng là lý do vì sao Tống Nhan từng nghi ngờ trước khô Sở Trần bị cô đụng trúng, hắn chắc chắn là một kẻ ăn bám để sống, tên ngốc này quả thực có vốn liếng này. Sở Trần đặt 10 ngón tay lên phím đàn piano, bình tĩnh hô hấp, rất nhanh, tiếng đàn piano vang lên. Thanh âm vừa vang lên, Tiêu Lãng đang đứng cách đó không xa không khỏi co rút đồng tử, đột nhiên nhìn về phía Sở Trần. Đầu ngón tay như nhảy múa, nước chảy mây trôi. Hôn lễ trong mơ, Tiêu Lãng ngay lập tức nghe ra, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Từ góc độ chuyên môn, cô có thể đánh giá ca khúc Hôn lễ trong mơ của Sở Trần chắc chắn có trình độ của một nghệ sĩ piano tầm cỡ. Từng nốt nhạc rộn ràng, vang vọng trong tâm trí mọi người có mặt. Tống Nhan nhìn Sở Trần trước cây đàn, không khỏi có chút sững sờ. Với dáng người rong ròng cao, khuôn mặt anh tuấn, áo trắng quần tây đen, hai tay thoăn thoắt gõ từng phím đàn, anh ta tiểu một khúc Hôn lễ trong mơ. Toàn bộ nhà hát kịch Hải Tâm Sa đều vang vọng với âm thanh của đàn piano. Từ thần sắc của khán giả có thể thấy, giờ phút này tất cả mọi người đều đắm chìm với ý cảnh bên trong bài hát. Khi thì như gió xuân ấm áp, khi thì nhu hòa như cầu vồng, khi thì yêu thương uyển chuyển, ngắn ngủi chưa đầy thời gian 3 phút, Sở Trần đã kinh diễm toàn bộ nhà hát kịch Trải Tâm Xa. Khi nốt nhạc cuối cùng đánh xuống, Sở Trần cũng đứng dậy cười nhẹ, cảm ơn mọi người. Nói xong Sở Trần liền đi về chỗ của mình. Sau một lúc, toàn bộ nhà hát kịch Hải Tâm Xa nổ ra tiếng vỗ tay như sấm. Quá tuyệt vời, vị soái ca vừa rồi quả là một người chuyên nghiệp. Hôn lễ trong mơ, bài hát này là bài tôi thích nhất. Fan của Tiêu Lãng cũng có thể tuyên bố về việc debut thôi. Tống Nhan sững sờ nhìn Sở Trần. Một lúc lâu, cô vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Khi ánh sáng dừng lại trên người Sở Trần, Tống Nhan đang nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể nhìn thấy bộ dạng bối rối của tên ngốc này, nhưng bất ngờ Sở Trần lại tẩu một khúc Hôn lễ trong mơ kinh diễm toàn khán phòng. Anh ta vậy mà có thể chơi piano. Bà xã, Sở Trần tự nhiên nắm tay Tống Nhan, cười nói, thế nào, anh không làm em thất vọng chứ? Tống Nhan ngây người nhìn Sở Trần, một lúc sau mới nói, anh là yêu quái sao? Sở Trần, bất quá, hắn vốn muốn mang cho bà xã chút kinh hỉ, sao giống như là kinh hãi? Anh học đàn từ ai vậy? Tống Nhan không kìm được sự tò mò.
Sở Trần thành thật trả lời, cửu sư phụ của anh thích mày mò một số nhạc cụ, từ nhỏ tới lớn anh bị bà ấy ép đi theo học tập. Tống Nhan càng ngày càng tin vào một sự thật, Sở Trần thực sự có 9 vị sư phụ. Nếu không, cô không thể tưởng tượng nổi tên yêu quái này từ đâu lấy ra nhiều kỹ năng như vậy. Tôi còn thật sự rất tò mò, anh có cái gì không biết không? Nghe vậy, Sở Trần sửng sốt, vẻ mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, sinh con. Tống Nhan, buổi biểu diễn của Tiêu Lãng vẫn tiếp tục, dần dần đến hồi cuối. Ngay trước khi buổi biểu diễn của Tiêu Lãng kết thúc, thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Lỵ vội vã tới nói, ta đã tra rõ ràng, tên Sở Trần này, là cô gia ở rể của Thiền Thành Tống gia, nhưng mà, đồng thời cũng là thiên tài quyền sư, cháu chỉ sợ không thể tin được, bản thân hắn vậy mà là một tông sư. Buổi tối hôm nay Liên Minh Tông sư cửu thành tại khách sạn President bởi vì hắn mà tổ chức nghi thức nhập hội, thật không nghĩ đến, Sở Trần lại cho cả Liên Minh Tông sư cửu thành lê ok, chạy tới xem buổi biểu diễn piano của cháu. Tiêu Lãng trợn mắt, há hốc mồm, cô thực sự không thể hợp nhất một người vừa tấu xong khúc hôn lễ trong mơ với một kẻ tông sư quyền cước với nhau được, thực sự không có điểm chung nào. Còn không nghĩ tới, tên ngốc này sau khi gây ra tai họa lớn như vậy, vẫn dám lên sân khấu chơi đàn như không có gì xảy ra. Không có cha sai chứ cô, Tiêu Lãng nhịn không được hỏi. Đó hoàn toàn là sự thật, Tiêu Ly nói, bây giờ ông nội cháu đang dẫn người đến đợi ở bên ngoài, e rằng đêm nay Sở Trần sẽ gặp đại nạn lâm đầu. Lông mày của Tiêu Lãng nhíu lại, 10 phút sau, một người mặc quần áo bảo vệ của nhà hát đi đến bên cạnh Sở Trần, cúi đầu nói, Sở tiên sinh, Tiêu Lãng tiểu thư mời ngài vào hậu trường trò chuyện. Vừa dứt lời, Sở Trần ngạc nhiên, hắn liếc nhìn Tống Nhan bên cạnh, Tống Nhan cũng vô thức nắm chặt tay Sở Trần, Tiêu Lãng, cho mời, cô ấy muốn làm gì? Đôi mắt Tống Nhan không khỏi trở nên cảnh giác, Sở Trần lúc này cũng nhận thấy được sự kỳ lạ của Tống Nhan, trong lòng không khỏi vui mừng. Chiến thuật truy vợ công lược hôm nay dường như đã phát huy tác dụng. Sở Trần đứng thẳng người, trầm giọng đáp, xin lỗi, làm phiền nói với Tiêu Lãng tiểu thư. Tôi sẽ rời đi sau khi xem xong buổi hòa nhạc với bà xã. Nhân viên bảo vệ không khỏi giật mình. Người thanh niên này tại sao lại khác xa với những người khác? Buổi biểu diễn piano của Tiêu Lãng, mua vé cực kỳ khó. Những người đến xem có thể nói đều là fan của Tiêu Lãng tiểu thư. Hơn nữa, cậu thanh niên này vừa rồi chơi piano rất hay. Nhất định phải là một người cực kỳ yêu thích piano. Thế nhưng, hắn lại từ chối lời mời của Tiêu Lãng tiểu thư. Sở tiên sinh. Nhân viên bảo vệ do dự một lúc, sau đó hơi cúi xuống, trầm giọng nói, Tiêu Lãng tiểu thư nói, tối nay là vì sự kiện khác liên quan tới Sở tiên sinh, mời Sở tiên sinh tới nói chuyện. Sở Trần giật mình, quay đầu nhìn Tống Nhan, Tống Nhan sắc mặt hơi biến sắc, sự kiện khác khác, khách sạn President, lễ nhập môn, trong suốt buổi biểu diễn hòa nhạc, trong lòng Tống Nhan luôn lo lắng. Cô đã cố gắng tưởng tượng cảnh tượng hiện tại của khách sạn President. Liên Minh Tông sư cửu thành chỉ sợ hận không thể băm vằm Sở Trần. Nhưng, chuyện này liên quan gì đến Tiêu Lãng? Chẳng lẽ là người của Liên Minh Tông sư cửu thành đã tìm được tới đây sao? Tống Nhan đột nhiên thốt lên, nếu đã như vậy thì chúng ta đi ra ngoài thôi. Sở Trần nắm tay Tống Nhan đứng dậy, không thể vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng đến buổi hòa nhạc của người khác. Tống Nhan gật đầu, thấy hai người có vẻ đi về phía cửa ra, nhân viên bảo vệ phản ứng lại, vội vàng đuổi theo, hai vị. Chuyện này, chúng ta vẫn là đi nói chuyện một chút với Tiêu Lãng tiểu thư đi, nếu không, tôi cũng không bàn giao được. Nhân viên bảo vệ đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Anh ta chưa bao giờ gặp qua một người như vậy. Hậu trường, Sở Trần và Tống Nhan đi theo nhân viên bảo vệ đi vào. Tiêu Lãng đã đợi sẵn rồi, vừa thấy Sở Trần đến thì lập tức bước tới. Sở tiên sinh, không nghĩ chúng ta nhanh như vậy lại gặp nhau, vợ của anh thật xinh đẹp. Tiêu Lãng đã bị sốc khi nhìn thấy Tống Nhan. Thậm chí một cái điển cố bỗng xuất hiện trong đầu Tiêu Lãng, phong hỏa hí chư hầu. Tiêu Ly đã đem đầu đuôi sự tình điều tra ra. Tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, xin gia nhập Liên Minh Tông sư Cửu Thành. Không nghĩ tới, trong khi Liên Minh Tông sư Cửu Thành tổ chức một buổi lễ long trọng để chào đón anh ta lại trêu đùa tất cả, trực tiếp đưa vợ mình đến nhà hát kịch Hải Tâm Sa để xem buổi hòa nhạc. Chỉ vì một nụ cười của giai nhân sao? Tiêu Lãng tiểu thư, bên ngoài có chuyện gì vậy? Tống Nhan nhìn không được hỏi, buổi tối hôm nay, có tất cả 8 vị tông sư của Liên Minh Tông sư Cửu Thành tham dự buổi lễ nhập môn của Sở Trần, tất cả bọn họ đều đang ở bên ngoài quảng trường nhà hát kịch. Tiêu Lãng nói, toàn bộ quảng trường đều đã chật kín người, ngoại trừ thế lực của Liên Minh Tông sư Cửu Thành, còn có rất nhiều người tới xem trò vui.
Tiêu Lãng nhịn không được đánh giá Sở Trần, cô vẫn không thể nhìn ra Sở Trần vậy mà là một tông sư quyền giới. Sở Trần, sao cậu không lo lắng chút nào? Tiêu Ly ở bên cạnh tò mò hỏi, cô vốn để ý đến biểu hiện của Sở Trần, nhưng ngay cả khi hắn biết được có người ở bên ngoài đang chờ mình tính sổ, hắn thậm chí không có một chút hoảng loạn. Là phúc không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh khỏi. Sở Trần cười, hơn nữa tôi không tin, trên đời này có nơi không phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái, Tiêu Lãng trợn to mắt một chút, về tin tức nhận được, người không phân biệt phải trái là Sở Trần mới đúng. Là do hắn khiến người ta leo cây nên mới gặp phải tai họa này. Kỳ thật từ đầu đến cuối, Sở Trần đều không nói qua nửa câu về việc anh ấy muốn gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Tổng Nhan nói, cái gì, Tiêu Ly sửng sốt và không thể tin được. Vậy thì tại sao, tất cả đều là một vở kịch do vị tông sư tên là Vệ Thu Căn tự biên tự diễn? Tống Nhan lạnh lùng nói, chưa hỏi qua ý kiến của Sở Trần, liền đã đăng lên Weibo tuyên bố Sở Trần đã là thành viên của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, cái gọi là nghi thức nhập hội này cũng không có hỏi qua ý kiến Sở Trần. Ông ta là muốn Sở Trần kết thù với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, bây giờ xem ra ông ta đã khá thành công rồi. Tiêu Lãng, Tiêu Lãng, Tiêu Lãng, lúc này... Có những âm thanh giống như sóng thần vang lên. Người hâm mộ đang thúc giục Tiêu Lãng, muốn nghe Tiêu Lãng tiếp tục diễn tẩu. Tiêu Lãng tiểu thư, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Sở Trần cười nói, chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý, hy vọng không quá quấy rầy cô. Tiêu Lãng cau mày, mím môi đỏ mọng, một lúc sau mới nói, anh hãy chờ tôi diễn xong buổi biểu diễn rồi rời đi đi, trong số 8 tông sư ở ngoài, trong đó một người có tư lịch già nhất, chính là ông nội của tôi. Sau khi khán giả đã rời đi, tôi sẽ đi ra ngoài với anh, giải thích rõ ràng với ông nội tôi. Tiêu Lai Định mở miệng một hồi, chưa kịp dứt ra, sau đó cô chỉ biết thở dài khe khẽ. Hy vọng, lão gia tử cũng không trách cứ Tiêu Lãng nữa. Hai mắt Tống Nhan sáng lên, thật sao? Sở Trần cũng khá kinh ngạc. Nếu Sở Trần thật sự chưa từng nói tham gia Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, vậy chúng ta sẽ ra ngoài đối chất với Vệ Thu Căn. Tiêu Lãng nghiêm nghị nói. Sở Trần trầm tư một hồi nhìn Tiêu Lãng, thực sự không ngờ lại có thể gặp cháu gái của một lão tông sư trong buổi hòa nhạc tối nay. Vậy thì tôi xin cảm ơn Tiêu Lãng tiểu thư. Sở Trần nói, Sở Trần và Tống Nhan ở lại hậu trường, ngay sau đó, tiếng đàn piano của Tiêu Lãng lại vang lên. Quảng trường Hải Tâm Sa, mặc dù các quan chức Dương Thành đã điều động thêm nhân thủ để duy trì trật tự tại hiện trường, nhưng ngày càng có nhiều người tụ tập tới xem. Rất nhiều người đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành nên đã chạy đến để theo dõi sự kiện náo nhiệt này. Cách nhà hát kịch khoảng 100 mét, 8 vị tông sư của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đang xếp thành hàng ngang, ánh mắt tràn ngập sát khí. Phía sau bọn họ là thế lực gia tộc đứng sau 8 vị tông sư, khí thế như cầu vồng. Phía trước là mảnh đất trống trải, ai cũng biết đây là con đường do 8 vị tông sư để lại cho Sở Trần bước tới. Khi Sở Trần bước ra khỏi nhà hát, anh ta phải đi con đường này. Không tới nửa tiếng nữa, buổi hòa nhạc sẽ kết thúc. Người phụ trách nhà hát kịch mồ hôi nhễ nhại chạy ra ngoài. Đêm nay có rất nhiều người đột nhiên tụ tập, nếu là người thường thì không sao, nhưng tất cả đều là những đại nhân vật tới từ các tầng lớp trong Dương Thành, đều không dễ dàng đắc tội. Người quản lý nhà hát sợ rằng trong cơn tức giận bọn họ sẽ xông vào nhà hát, tổn thất mà họ gây ra sẽ vô cùng thảm khốc. Mỗi giây trôi qua đều là sự tra tấn. Cuối cùng, cánh cửa của nhà hát kịch mở ra, khán giả bắt đầu rút ra ngoài. Khoảnh khắc những khán giả bước ra khỏi nhà hát, bọn họ thực sự bị thế trận trước mặt làm cho sợ hãi, vô thức lùi lại vài bước. Những người đang duy trì trật tự tại hiện trường, nhanh chóng sắp xếp tất cả những khán giả này rời khỏi địa điểm đi theo hai phía. Tiêu Lão, bên kia có tin truyền tới, nói rằng chuyện tối nay nên giải quyết càng nhanh càng tốt, không thể vượt quá nửa giờ. Vệ Thu Căn trầm giọng nói. Tiêu Thiên Hà nhìn chằm chằm vào cổng nhà hát kịch với ánh mắt lạnh lùng. Nửa giờ, Sở Trần nếu xuất hiện, yêu cầu hắn quỳ xuống nhận sai, chỉ là vấn đề trong 3 phút. Khí thế của Tiêu Thiên Hà sắc bén, nhìn chằm chằm lối ra của nhà hát kịch. Hắn muốn xem người trẻ tuổi dám ngang nhiên làm nhục Liên Minh Tông Sư Cửu Thành này là thần thánh đến từ phương nào. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Vệ Thu Căn lóe lên một tia đắc ý không để người biết. Tiêu Thiên Hà đêm nay... Chỉ sợ không ai có thể thuyết phục được. Sở Trần chú định gặp họa. Giữa đám đông, Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông và Tiền Bộ Thiệu đều đã đến. Đúng lúc kết thúc buổi hòa nhạc, chúng ta tới quá kịp thời. Vinh Đông ngẩng đầu nhìn thấy Liên Minh Tông Sư Cửu Thành nhùng hổ dọa người,
hai mắt sáng rực lên, trò hay sắp bắt đầu rồi. Sở Trần sao vẫn còn chưa ra ngoài? Phải chăng hắn nghe được tiếng gió mà không dám bước ra? Tiền Bộ Thiệu nghi ngờ. Diệp Thiếu Hoàng chỉ về một hướng, tôi nhận ra người kia, ông là quản lý nhà hát kịch này, hiện tại đang đứng bên cạnh những vị tông sư kia, các ngươi cho rằng hắn ta dám lén lút mở cửa khác để đưa Sở Trần đi. Ngày càng ít khán giả tời khỏi nhà hát, nhiều người nhận thấy điều gì đó khác lạ, nhưng họ không thể ở lại xem, tất cả đều đã bị trục xuất khỏi theo hai phía. Sở Trần đâu? Lý Chí Quân vẻ mặt khó hiểu. Vệ Thu Căn nghi hoặc, đột nhiên chỉ vào hướng cửa, lại có người đi ra. Cửa nhà hát kịch, ngay khi Sở Trần và Tống Nhan bước ra, bọn họ đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại và yêu cầu họ đi về hai phía. Ta chính là người mà bọn họ đang chờ. Sở Trần cười nói, người bảo vệ sững sờ. Hắn chỉ là nhận được tin tức, chấp hành nhiệm vụ duy trì trật tự, không nghĩ tới, đêm nay toàn những nhân vật tai to mặt lớn tụ tập chỗ này. Thế nhưng mà, trước mắt người thanh niên này, khuôn mặt thoạt nhìn còn có vài phần tuấn mỹ, hơn nữa, hắn tựa hồ một chút cũng không sợ hãi. Sau khi bảo vệ định thần lại, anh ta vội vàng lui sang một bên. Bất kể người bên kia là ai, hắn, chỉ là một nhân viên bảo vệ, không có khả năng trêu chọc vào. Sở Trần đã ra ngoài, hắn chính là Sở Trần, trông thật hiền lành nho nhã, không ngờ phẩm hạnh bại hoại. Người bên cạnh hắn hẳn là vị tam tiểu thư Tống gia. Thật sự là cải thảo trắng bị heo đạp hư. Sở Trần mặc kệ những âm thanh ồn ào từ xa truyền đến trong tai, đi về phía đám người Tiêu Thiên Hà. Tiêu Thiên Hà đứng lên. Cùng lúc đó, những vị tông sư khác cũng lần lượt đứng lên. Một số đệ tử phía sau bọn họ nhìn chằm chằm Sở Trần với ánh mắt sắc bén và thù địch. Anh rể, đúng lúc này, một đám người xông ra. Sở Trần nhìn nghiêng, hơi kinh ngạc. Hóa ra là nhóm đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán do Tống Thu dẫn đầu. Sở sư phụ, chúng tôi tới đây giúp ngài trợ trận. Tôn Tiểu Nguyệt chạy tới, nhìn Sở Trần với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc kệ người khác nói gì, Tôn Tiểu Nguyệt cũng không tin. Thậm chí, trong quá trình đi đến Hải Tâm Sa, Tôn Tiểu Nguyệt đã chiến đấu 300 hiệp với đám người muốn bôi đen Sở Trần trên một số diễn đàn trực tuyến. Đây là Sở Trần, Tiêu Thiên Hà liếc nhìn những người xung quanh Sở Trần, không khỏi chế nhạo. Các người cho rằng sự tình tối nay có thể giải quyết với sự giúp đỡ của đám ô hợp này sao? Sở Trần nhìn qua rồi tiến lên hai bước, chắp tay và nói, vị này hẳn là Tiêu Tông Sư. Cậu có vẻ rất hiểu về các tiền bối trong Liên Minh Tông Sư. Vệ Thu Căn chế nhạo, nhưng ta rất tiếc phải nói với cậu, bắt đầu từ tối nay, cậu đã hoàn toàn mất đi tư cách gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Sở Trần nhìn Vệ Thu Căn, ông lại là ai? Ánh mắt Lý Chí Quân lộ ra vẻ khinh thường. Thật sự còn dám giả ngây giả dại, rõ ràng vẫn luôn liên hệ với vệ tông sư một thời gian, vậy mà bây giờ tới nói một câu như vậy, uổng công vệ tông sư coi trọng ngươi. Vệ tông sư, Sở Trần bừng tỉnh, vệ tông sư vẫn luôn là người mà ta sùng bái, mặc dù bụng dạ không tốt lắm nhưng vẫn có thể kiên trì luyện võ, trở thành tông sư, quả thực chính là người mẫu mực. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn trầm xuống, đôi mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, Sở Trần, chuyện tối nay... Người phải giải thích với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành như thế nào? Còn giải thích thế nào, quỳ xuống hãy nói tiếp đi. Giọng điệu của Tiêu Thiên Hà lạnh lùng, cái này có thể biểu đạt thành ý của ngươi. Tống Nhan theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau buổi biểu diễn, Tiêu Lãng còn một số việc cần giải quyết, nhưng Sở Trần cuối cùng không nhịn được bước ra ngoài trước. Cô thật sự không nghĩ tới, Tiêu Lão này lại hung hãn như vậy. Sở Trần hơi nhướng mày. Lúc này... Ở một bên khác xuất hiện mười mấy người, bước nhanh đi tới. Trần ca, Hạ Bắc hét lên, tôi tới. Sở Trần liếc nhìn Hạ Bắc với vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Bắc thật sự mang theo hơn chục người tới đây, những người này thoạt nhìn hình như đều là người luyện võ. Tuy rằng đây là Dương Thành, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành cũng không dễ chọc, Hạ Bắc lại có thể đem người ra ngoài, điều này cho thấy anh ta đã thuyết phục được phụ thân của mình. Trần ca, An Thúc cùng Kiên Thúc đều là cao thủ tông sư. Hạ Bắc nghiêm nghị nói. Sở Trần khẽ cười chào hỏi hai vị tông sư trung niên. Hạ Quảng An, Hạ gia dám đến quản chuyện của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Vệ Thu Căn nhìn chằm chằm vào một tông sư với vẻ mặt bất thiện. Vẻ mặt của Hạ Quảng An rất bình tĩnh, Hạ gia như thế nào lại đắc tội Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, chẳng qua, chúng ta không thể nhìn việc một liên minh lớn như vậy lại có thể bắt nạt một tông sư trẻ tuổi. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành các ngươi không muốn Sở Trần, Liên đoàn Quyền Minh Thiên Nam luôn rộng cửa cho Sở Trần. Khi Hạ Quảng An đề cập đến, Liên đoàn Quyền Minh Thiên Nam,
gương mặt của các tông sư phía đối diện không khỏi lộ ra vẻ cười nhạo. Thiên Nam Quyền Minh, e rằng giờ đây còn không có tới 10 tông sư ở trong Thiên Nam Quyền Minh đi. Lý Chí Quân chế nhạo, cười nói, thật sự là đáng tiếc, nghĩ lại khi đó, Thiên Nam Quyền Minh hành chấn cả nước, vậy mà hiện tại chỉ có thể nói là có chút lịch sử mà thôi. Nghe vậy, trong mắt Hạ Quảng An lộ ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Lý Chí Quân. Ánh mắt của Tiêu Thiên Hà rơi vào Sở Trần, cậu nghĩ có thể dựa vào hai tông sư ết thời của Liên đoàn Quyền Minh Thiên Nam, hữu dụng sao? Tiêu lão tổng sư thực là rất có tự tin. Sở Trần nhẹ giọng đáp lại, hẳn vốn muốn đi ra ngoài giải thích rõ ràng, tất cả chuyện này chỉ là do Vệ Thu Căn tự biên tự diễn, nhưng giọng điệu kiêu ngạo, cao cao tại thượng của đối phương đã khiến Sở Trần tức giận. Không ít người thần sắc kinh ngạc nhìn Sở Trần. Giọng điệu của Sở Trần dường như không có ý thỏa hiệp với Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Sở Trần muốn cường ngạnh với Liên minh Tông Sư Cửu Thành sao? Vinh Đông hai mắt sáng rực, chỉ cần nghĩ đến điều đó hắn đã cảm thấy hạnh phúc. Theo suy nghĩ của Vinh Đông, Sở Trần đã ngày càng đi xa hơn trên con đường chết. Tiêu Thiên Hà chế nhạo, ánh mắt nhìn thẳng Sở Trần, ta đã cho ngươi cơ hội quỳ xuống để giải thích, ngươi lại từ chối, thật sự muốn xem bản lĩnh của ngươi. Sở Trần cười. Buông tay Tống Nhan, bà xã à, em hãy lui qua một bên xem ta dạy dỗ những kẻ cậy già lên mặt một bài học nào. Tống Nhan khóe miệng giật giật, những lời nói của Sở Trần chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa. Đám tông sư của Liên minh Tông sư Cửu Thành nhìn không được đã muốn động thủ. Chờ một chút, phía sau Sở Trần, Tiêu Lãng vội vã đi ra. Tiêu Lãng và Tiêu Ly bước ra ngoài. Sao anh không đợi tôi một lát? Tiêu Lãng trừng mắt nhìn Sở Trần. Tên ngốc này thật sự không sợ áp lực của Liên minh Tông sư Cửu Thành, theo suy nghĩ của Tiêu Lãng, Sở Trần là một con lừa bướng bỉnh, biết rõ điều này là rất nguy hiểm, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Tiêu Lãng tiểu thư, Hạ Bắc sững sờ, cùng lúc đó, vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hắn. Trần ca vậy mà quen biết Tiêu Lãng tiểu thư, Hạ Bắc đã từng lấy thân phận tầm thiếu gia của nhà họ Hạ để mời Tiêu Lãng đi ăn tối, nhưng cuối cùng bị từ chối. Tiêu Ly nhìn sắc mặt đen của Tiêu Thiên Hà, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Tiêu Lãng, đồng thời bước lên phía trước, cha, sao cha lại ở đây? Tiêu Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi, đứng sang một bên. Tiêu Lãng nhìn Tiêu Thiên Hà, hít sâu một hơi, Tiêu lão gia, ngài đã tra rõ toàn bộ ngọn ngành chưa? Ngài dựa vào cái gì mà gõ trống khua chiêng dẫn người tới cửa nhà hát chặn Sở Trần? Vừa dứt lời, trong lòng Sở Trần ngỡ ngàng, Tiêu lão gia. Tiêu Lãng không phải nói Tiêu Thiên Hà là ông nội của cô gái này sao? Xưng hô thế này khiến Sở Trần cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Thiên Hà lạnh lùng nhìn Tiêu Lãng, ta vốn tưởng rằng ngươi mấy năm nay đã tiến bộ một chút, không ngờ ngươi vẫn như cũ như thế, tại sao? Đêm nay ngươi định náo động trước mặt lão phu sao? Vẻ mặt của Tiêu Lai biến sắc, vội vàng nháy mắt với Tiêu Lãng, sau đó nói cha, đừng tức giận, Lãng Nhi không có ý đó, Lãng Nhi, còn không mau gọi ông nội. Tiêu Lãng cắn môi, ánh mắt hiệu ra vẻ bướng bỉnh, trầm giọng nói, cháu nói đều là sự thật, ông ý vốn không biết tốt xấu, ỷ thế ức hiếp người. Sở Trần trợn mắt há mồm, hắn vốn tưởng rằng mình đã đủ cứng rắn, nhưng vì Tiêu Lãng tiểu thư này khi hung ác lên, đến ngay cả ông nội của mình cũng không nể. Tiêu Thiên Hà cười lạnh, ta muốn nghe xem ta như thế nào lại ỷ thế hiếp người. Ngài dựa vào cái gì lại gây phiền phức với Sở Trần? Tiêu Lãng hỏi, còn cần hỏi cái này sao? Tiêu Thiên Hà nhìn Sở Trần, hắn trong lòng càng hiểu rõ đi. Hừm, Sở Trần đã công khai sỉ nhục Liên minh Tông sư Cửu Thành, đừng nói là Tiêu lão tông sư, chúng ta cũng yêu cầu Sở Trần một lời giải thích. Vệ Thu Căn nói, xin hỏi, Sở Trần đã nói với người nào việc anh ấy muốn gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành vậy? Tiêu Lãng hỏi lại, mọi người đều nhìn về phía Vệ Thu Căn. Vệ Thu Căn lập tức trả lời, từ việc Sở Trần thỉnh cầu, đến việc chuẩn bị lễ kết nạp cho Sở Trần, tất cả công việc đều do một tay ta tổ chức. Vệ Thu Căn nhìn Sở Trần lắc đầu, đáng tiếc, ta lại không nghĩ đến, một tông sư trẻ tuổi, lại có đức hạnh không thể chấp nhận như vậy. Tống Nhan mang vẻ khó tin nhìn Vệ Thu Căn, cô biết rõ toàn bộ sự việc, Tống Nhan không ngờ vị tông sư Dương Thành nổi tiếng này lại có thể ăn nói bậy bạ một cách nghiêm túc như vậy. Thật không biết xấu hổ, Tống Nhan không nhịn được kêu một tiếng, bà xã tôi nói ông ta không biết xấu hổ. Sở Trần nhẹ giọng nói, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng tìm Vệ Thu Căn, cũng không đề cập tới việc gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Đám người Tống Thu đều sửng sốt, thì ra là vậy, mẹ nó, Liên minh Tông sư Cửu Thành này vô liêm sỉ như vậy sao?
Sở sư phụ căn bản không có ý định gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành, dựa vào cái gì lại tổ chức buổi lễ nhập môn, còn yêu cầu sở sư phụ phải tham gia. Liên minh Tông sư Cửu Thành là tự bê tảng đá đập vào chân mình, sau đó liên mang Sở Trần ra chút giận. Hạ Bắc lúc này mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm, Vệ Thu Căn có quan hệ mật thiết với nhà họ Diệp, trong khi Diệp gia và Hoàng gia lại là quan hệ thân gia, mà Hoàng gia và Trần ca của ta thì như nước với lửa, chậc chậc, làn sóng quan hệ này cũng khá là phức tạp nha. Hạ Bắc như bổ một đao, đôi mắt không ít người rơi xuống trên người của Vệ Thu Căn. Ngay cả Tiêu Thiên Hà cũng hơi nhíu mày. Với mối liên hệ như vậy, bị người ta hoài nghi cũng không có gì lạ. Vẻ mặt Vệ Thu Căn bình tĩnh, hắn đột nhiên cười ra tiếng, mang theo vẻ khinh thường, ý của ngươi là, ta cố ý làm như vậy, chính là để dùng sức mạnh của Liên minh Tông sư Cửu Thành để trấn áp Sở Trần, ha ha ha. Thật nực cười, Vệ Thu Căn vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng liếc nhìn Sở Trần, nếu ta muốn đối phó Sở Trần, mượn sức mạnh của Liên minh Tông sư Cửu Thành, cần gì vẽ vời thêm chuyện như vậy. Tuy rằng ta là người nói nhẹ, nhưng cũng có chút danh vọng trong liên minh, muốn dẫn người đối phó Sở Trần thì có gì khó. Ta cũng biết Sở Trần có thù oán với nhà họ Diệp, nhưng ta vẫn hoan nghênh Sở Trần gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành, đó là bởi vì ta quý trọng nhân tài, không ngờ lại bị đánh trả, thật đáng khinh. Vệ Thu Căn phất tay áo, hừ lạnh, Sở Trần, ngươi ngay trong buổi lễ nhập môn đã trêu đùa ta, sau đó ở đây hủy đi thanh danh của ta, chỉ sợ. Các người phát hiện ra ta có quan hệ với nhà họ Diệp, cho nên đã ôm mối hận với ta đi. Lời nói của Vệ Thu Căn khiến không ít người cỏ mặt gật đầu. Đúng vậy, đường đường là vệ tông sư, nếu muốn đối phó Sở Trần, còn cần đi vòng vo một vòng sao? Sở Trần là một tên khốn mưu mô, ánh mắt của mọi người đều sáng hết, Sở Trần vào quyền giới, cái gì tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử? Theo ta, hắn phải là tông sư đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ nhất trong lịch sử. Giọng nói cuối cùng vang lên rất lớn. Sở Trần theo âm thanh nhìn sang. Hóa ra là Vinh Đông thiếu gia. Khóe miệng Sở Trần ngương nhẹ. Vậy mà còn có một số người quen cũ, dường như đã nhận được tin tức, đều đang chờ xem những trò hay của anh ta. Tống Nhan thân thể tức giận run lên, làm sao lại có kẻ hèn hạ đáng khinh như vậy. Tiêu Lãng nhướng mày, ta lựa chọn tin tưởng Sở Trần. Trong lòng Tiêu Lãng, nam nhân Nhiêu Dương Cầm không thể là kẻ không có phẩm hạnh. Có thể tấu một khúc, hôn lễ trong mơ, tươi đẹp như vậy, sao có thể là loại người hèn hạ vô sỉ như Vệ Thu Căn đã nói. Nơi này không cần ngươi đưa ra lựa chọn, Tiêu Thiên Hà trong lòng đã có quyết định, sau khi mắng Tiêu Lãng, ông ta tức giận nhìn chằm chằm Sở Trần, tự mình quỳ xuống đi. Các ngươi là đang ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người. Tiêu Lãng sải bước đi tới, cô đứng trước mặt Sở Trần mà không hề tỏ ra yếu đuối, Sở Trần đến buổi biểu diễn của tôi tối nay. Anh ấy chính là fan của tôi tuyệt đối không thể để anh ta vừa bước ra khỏi nhà hát đã bị khi dễ được. Hạ Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng, hắn lập tức cao hứng. Không ngờ, Tiêu Lãng tiểu thư này, vẫn là sủng phấn cuồng ma. Bản thân hắn cũng là một fan của Tiêu Lãng tiểu thư. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Ly yếu ớt vỗ trán, hết rồi. Mối quan hệ cứng rắn giữa hai ông cháu họ có lẽ càng khó xoa dịu hơn. Nhưng đối mặt với tất cả những điều này, Tiêu Lai cũng không còn cách nào. Một bên là người cha chỉ nói một không nói hai, một bên là cô cháu gái có tính cách cứng rắn không thể ngăn cản. Hai người giằng co, Tiêu Thiên Hà giận quá thành cười, người muốn lão phu tự mình động thủ sao? Tiêu Lãng thân thể thẳng tắp, hai mắt sáng ngời, cao giọng nói, vậy ngài liền động thủ đi, cho cả thành phố đều nhìn xem, Tiêu Lão Tông Sư làm thế nào để dạy cho cháu gái của mình một bài học. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Đám người xung quanh Tiêu Thiên Hà trông có vẻ sửng sốt, ngay cả Vệ Thu Căn, người đang chuẩn bị lên tiếng, cũng im lặng. Tiêu Lãng là một bậc thầy về piano đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, là nhân vật của công chúng, có danh tiếng cực cao, cô còn được mệnh danh là niềm hy vọng piano trong tương lai của Hoa Hạ. Kỳ thực Vệ Thu Căn từ đầu đến cuối đều không có đem Tiêu Lãng để vào mắt, dù sao hai bên cũng không thuộc về cùng một lĩnh vực, nhưng giờ phút này, không ai dám nói gì đến Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vậy mà lại là cháu gái của Tiêu Thiên Hà, tin tức này chưa bao giờ được nghe qua ở bất kỳ phương tiện nào. Ông cháu giằng co, những người còn lại đương nhiên không dám can thiệp. Không cần biết Tiêu Thiên Hà đối xử với Tiêu Lãng như thế nào, mối quan hệ huyết thống giữa hai người là thật. Khi mọi người ở phía xa nghe thấy lời nói của Tiêu Lãng, không khỏi có chút náo động. Tiêu Lãng hóa ra là cháu gái của Tiêu Thiên Hà, có chút khó tin,
tối nay Tiêu Thiên Hà đã dẫn đầu Liên Minh Tông Sư Cửu Thành chặn ở buổi biểu diễn của chính cháu gái mình. Trong đó hẳn là có một chút ẩn tình, có vị đại thần nào có thể giúp chúng ta giải đáp được không? Đám quần chúng buôn dưa lê đang rất phấn khích, Tiêu Thiên Hà lúc này tức giận run lên, sắc mặt đỏ bừng. Nếu trước đó Tiêu Lãng không nói những lời này, ông ta hoàn toàn có thể tát Tiêu Lãng một cái. Nhưng hiện tại, trước mặt bao người, hắn đường đường Tiêu Tông Sư, còn muốn đánh cháu gái ruột của mình. Tiêu Thiên Hà cố gắng hết sức để kìm nén lửa giận trong lồng ngực, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, tránh ra. Tiêu Lãng dường như không thèm đếm xỉa, tôi đã nói, không cho qua. Ngươi, đôi mắt Tiêu Thiên Hà trào lên lửa giận, ánh mắt quay sang nhìn Sở Trần, ngươi chỉ có chút can đảm này sao? Hừ, Sở Trần thật sự là hảo thủ đoạn. Vệ Thu Căn nói, đồng thời nhìn thoáng qua Hạ Bắc, có Hạ gia sau lưng, e rằng đã phải điều tra kỹ lưỡng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành chúng ta từ lâu rồi. Hắn cố tình ám chỉ rằng Sở Trần đang cố tình lợi dụng mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và Tiêu Thiên Hà. Vệ Tông Sư thật sự sáng suốt, bất cứ chút dấu vết nào cũng có thể được Vệ Tông Sư mổ xẻ rõ ràng. Sở Trần đột nhiên cảm thán, Vệ Thu Căn giễu cợt, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Nói hay lắm, Sở Trần cười, xin hỏi Vệ Tông Sư, tôi đã thỉnh cầu ngài để gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành như thế nào? Tống Thu nhìn Sở Trần đôi mắt đột nhiên sáng lên, sắp có đòn phản công của anh rể sao? Tống Thu càng nhìn Vệ Thu Căn càng không vừa mắt. Đường đường là lão tông sư thành danh nhiều năm, vậy mà trợn mắt nói lời bịa đặt. Vệ Thu Căn dường như đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng nói, sau khi ngươi đánh bại liên tiếp hai tông sư tại Tinh Anh Quyền Quán, thể hiện được sức mạnh bác tông sư, ngươi ngay lập tức đã gửi cho ta một tin nhắn riêng trên Weibo, xin gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, suy cho cùng thì Liên Minh Tông Sư Cửu Thành là Liên Minh Tông Sư mạnh nhất ở tỉnh Quảng Đông, ngươi muốn gia nhập cũng là lẽ thường tình. Ta cũng là người yêu thích nhân tài nên mới không kịp chờ đợi mà liền thông báo trên Weibo, thật không ngờ, cuối cùng mang Liên Minh Tông Sư Cửu Thành ra làm trò cười. Sở Trần, người giải thích sự việc tối nay như thế nào? Liên Minh Tông Sư mạnh nhất tỉnh Quảng Đông. Sở Trần liếc nhẹ một cái, đây là ông tự phong sao? Vừa dứt lời, tất cả đám người trước mặt hắn đều cười nhạo. Trong các Liên Minh Tông Sư của Quảng Đông, ai lại không nhận Liên Minh Tông Sư Cửu Thành có thực lực tổng hợp mạnh nhất? Trong số quyền giới Quảng Đông, có thể đấu với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành về thực lực, có lẽ chỉ có Nam Minh đi, nhưng nói đến số lượng thành viên cấp bậc Tông Sư thì vẫn không bằng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Nói đến, Nam Minh cùng Thiên Nam Minh, kém một chữ, nhưng giống như ngày đêm khác biệt đi, ha ha ha. Sở Trần thần sắc không đổi, vẫn bình tĩnh nói, xem ra, vẫn được công nhận. Ngươi cho rằng như thế nào? Vệ Thu Căn trêu tức hỏi lại một tiếng. Nhưng mà... Tôi thì không đồng ý, tất nhiên, tôi không chỉ nhắm vào Vệ Tông Sư. Sở Trần liếc nhìn Vệ Thu Căn, sau đó nhìn Tiêu Thiên Hà, rồi lại liếc nhìn những Tông Sư còn lại đang có mặt. Dù một câu không thốt ra, nhưng trong đầu mỗi người đều thoáng nghĩ đến một câu, tôi không nhằm vào một người, mà tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi. Tôn Tiểu Nguyệt sững sờ, Sở Sư Phụ thực sự sẽ đối đầu với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Mắt Tôn Tiểu Nguyệt đột nhiên sáng lên. Cô thực sự muốn biết giới hạn của Sở Sư Phụ đến đâu. Thật chờ mong màn thể hiện của Sở Sư Phụ. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Tôn Tiểu Nguyệt rơi vào đám người Vệ Thu Căn, cô không khỏi bị sốc. Đối phương là những Tông Sư Thành danh đã lâu của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Sở Trần quay mặt về phía Tống Thu nói, tìm cho ta một cây bút nước. Tống Thu sững sờ, không hỏi thêm câu nào, vội vàng xoay người rời đi. Sở Trần, đừng nói thêm nữa. Tiêu Lãng thì thào nói. Nếu như chọc giận dư luận, tôi cũng không thể bảo vệ anh. Sở Trần liếc mắt nhìn Tiêu Lãng. Cô gái này làm khó ông nội của mình, giờ lại còn yêu cầu mình phải nói ít hơn vài câu. Tiêu Lãng tiểu thư, không bằng cứ thử phương pháp của tôi trước, xem có thể giải quyết được không. Sở Trần mỉm cười nói, Tiêu Lãng sững sờ, cô thực sự không thể nghĩ ra, Sở Trần ngoại trừ nhượng bộ và bị sỉ nhục trong tình huống này ra, còn có thể có phương pháp giải quyết. Tiêu Ly cũng lo lắng không biết Tiêu Lãng sẽ nói gì, kéo Tiêu Lãng đến bên cạnh, tin tưởng Sở Trần. Mặc dù cô ấy nói như vậy, nhưng Tiêu Lai lại thực sự không tin. Vệ Thu Căn heo mắt lạnh lùng, Sở Trần, xem ra ngươi sẽ không quỳ xuống để giải thích với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành theo như lời Tiêu Tông Sư nói. Muốn ta quỳ xuống, cũng vô cùng đơn giản. Sở Trần nói, chỉ cần các ngươi chứng minh được Liên Minh Tông Sư Cửu Thành quả thực đủ mạnh. Lúc này, Tống Thu đã vội vã trở về. Đưa bút nước cho Sở Trần. Mọi người đều nhìn Sở Trần bằng ánh mắt nghi hoặc,
Sở Trần trực tiếp vẽ một vòng tròn có đường kính khoảng một thước trên mặt đất. Ném bút nước lại cho Tống Thu, Sở Trần đứng vào bên trong vòng tròn, khóe miệng hơi nhếch lên, rất đơn giản, trong vòng nửa giờ, nếu có người của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành có thể ép ta ra khỏi vòng tròn này nửa bước, ta sẽ ngay lập tức quỳ xuống nhận sai. Vừa dứt lời, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào vòng tròn nơi Sở Trần đang đứng. Đường kính chỉ một mét, điều này có nghĩa là ngay cả khi Sở Trần đứng ở giữa vòng tròn, chỉ cần anh ta lùi lại hai bước, anh ta sẽ bước ra khỏi vòng tròn. Vậy mà hắn ta đã nói gì, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nếu có người có thể ép anh ta ra ngoài vòng tròn, anh ta sẽ quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm của mình. Không bằng ngươi trực tiếp quỳ xuống, thừa nhận sai lầm của mình đi. Một người trong Liên Minh Tông Siêu Cửu Thành cười nhạo, bọn họ nhìn Sở Trần giống như đang nhìn chằm chằm một kẻ ngốc. Khó trách liên quan tới thông tin về Sở Trần, trong mấy năm nay hắn có, danh tiếng, tên rể ngốc ở Thiền Thành. Vệ Thu Căn mỉm cười, không khỏi chế nhạo, như vậy đi, trong vòng nửa giờ, nếu ngươi còn chưa ra khỏi vòng trò, ta sẽ quỳ xuống nhận lỗi. Một bên, Lý Chí Quân cũng cười nói, không sai, vậy ta cũng quỳ xuống. Ngươi quỳ xuống, vậy ta cũng sẽ quỳ. Hãy tính thêm ta vào. Ngươi cũng quỳ, ta cũng quỳ. Từng người một dường như đang tranh nhau chen lấn, khuôn mặt của họ đều nở nụ cười trêu chọc. Nhìn Sở Trần giống như nhìn một kẻ ngốc, vòng tròn đường kính một thước, lại để cho người của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành tấn công nửa giờ không rời nửa bước. Cái này cưa bom thổi mình thật đẹp. Vinh Đông cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tống Thu và những người khác sắc mặt biến đổi, họ lo lắng nhìn Sở Trần. Nói miệng không bằng chứng. Sở Trần lại đột nhiên lên tiếng. Vệ Thu Căn sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười nói, đi, lập xuống chứng từ, trong vòng nửa giờ, nếu Sở Trần không rời nửa bước khỏi vòng này, ta sẽ quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm với ngươi. Vệ Thu Căn sợ Sở Trần sẽ hối hận, nhanh chóng tìm giấy bút, trên đó viết nhanh vài dòng, ngược lại, ngươi, Sở Trần, sẽ phải quỳ xuống xin lỗi Liên Minh Tông Sư Cửu Thành trước công chúng. Vệ Thu Căn ký tên không chút do dự, lập tức đưa tờ giấy cho Sở Trần. Sở Trần, Tống Nhan lo lắng nói, không có việc gì, đã đến nước này, chỉ có thể ký tên. Sở Trần cảm thán, ta vốn là muốn chứng minh ở trong mắt của ta, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành thực lực tầm thường, cũng không có ý làm khó các vị tông sư trong liên minh, đừng nói nhảm nữa, ngươi cỏ dám ký. Lý Chí Quân chế nhạo, ta vừa rồi nói, tính phần của ta, ta cũng sẽ ký. Sau khi Sở Trần ký, một cái tay liền mang giấy bút lấy đi. Sở Trần kinh ngạc nhìn lên Tống Nhan, tuy rằng tôi không thể cùng NH chiến đấu, nhưng là Tống Nhan liền ký tên của mình, ngay phía dưới chỗ của Sở Trần, đây là thái độ của tôi. Ai sợ ai nào, các người nghĩ đến cậy người đông thế mạnh sao? Tống Thu cũng ký tên của mình, nếu anh rể thua, em cũng sẽ quỳ xuống. Hạ Bắc Sải bước đứng dậy, đúng vậy, huynh đệ đồng tâm, sắt cũng phải mòn, Trần ca, tính thêm tôi một suất. Thời điểm Hạ Bắc ký tên, anh ta ghé vào tai Sở Trần thấp giọng nói, Trần ca, cho dù anh cỏ thua cũng không thành vấn đề, chúng ta có rất nhiều người cùng quỳ xuống, sự chú ý cũng sẽ không chỉ nhằm vào anh đâu. Phương pháp này gọi là sự sỉ nhục pha loãng. Sở Trần, não của Hạ Bắc khá mới lạ, thậm chí anh ta còn nghĩ ra phương pháp pha loãng sỉ nhục. Tôn Tiểu Nguyệt do dự một lúc, sau đó cô ấy nghiến răng đi tới và ký tên của mình. Sở Trần bất ngờ nhìn Tôn Tiểu Nguyệt. Tôn Tiểu Nguyệt nói, Sở Sư Phụ. Tôi tin tưởng vào ngài, cố lên. Sở Trần gật đầu mỉm cười. Tôn Tiểu Nguyệt dừng một chút, nhịn không được nói thêm một câu. Sở Sư Phụ, vạn nhất thật sự quỳ xuống, tôi cũng chưa chuẩn bị qua. Sở Sư Phụ trở về có thể dạy cho ta mấy chiêu, để bù đắp về tổn thất tinh thần của mình. Trên trán Sở Trần hiện lên hắc tuyến. Dường như không ai cảm thấy mình có thể chiến thắng. Đến lượt các người, Sở Trần nhìn đám người phía sau Vệ Thu Căn tranh nhau đòi quỳ xuống. Sớm đã đợi. Lý Chí Quân bước đến với nụ cười trên môi, thoải mái ký tên. Tối nay, 8 tông sư của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, ngoại trừ Tiêu Thiên Hà, đều đã ký tên. Trạng thái tinh thần của mọi người đều rất thoải mái. Tiêu Lão Tông Sư liền không cần đi. Sở Trần nhìn thấy mảnh giấy cuối cùng đặt xuống trên người của Tiêu Thiên Hà, dù sao ông ta cũng là ông nội của Tiêu Lãng, Sở Trần không muốn hắn phải khó xử. Hơn nữa, Sở Trần Đại Khái cũng biết tính tình của vị Lão Tông Sư này. Ông ta có lẽ coi thể diện của mình còn quan trọng hơn tính mạng, nếu như ông ta thua cược, Sở Trần không biết mình có đủ khả năng chịu đựng nổi không. Sở Trần tự nhiên đối với chính mình vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên,
Tiêu Thiên Hà chỉ cười nhạt một tiếng, liền ký tên vào tờ giấy. Hắn cũng cảm thấy Sở Trần nhất định sẽ thua. Tiêu Lãng nhìn tất cả những chuyện này, khẽ cau mày. Cô không ngờ rằng cách giải quyết của Sở Trần lại như thế này. Nếu như Sở Trần thắng, điều đó chứng tỏ hắn thực sự không thích Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, vậy thì mọi chuyện đêm nay đều là một kịch do Vệ Thu Căn tự biên tự diễn. Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng của Sở Trần là quá thấp. Cô, hãy tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Tiêu Lãng thấp giọng nói. Tiêu Ly cười khổ, cô ấy có thể làm gì? Trước tiên chúng ta hãy xem trước một chút. Tiêu Ly chỉ có thể trả lời như vậy. Sau khi cá cược của bọn họ kết thúc, ta sẽ đi cầu xin lão gia tử, nhưng e rằng không còn nhiều hy vọng. Tiêu Lãng nhíu mày, thời gian được tính bắt đầu. Tống Nhan lấy điện thoại ra, bật đồng hồ bấm giờ. Từ lúc bắt đầu đồng hồ bấm giờ, Tống Nhan căng thẳng thần kinh nhìn Sở Trần, người đã đứng ở giữa vòng tròn. Sở sư phụ cố lên, Tôn Tiểu Nguyệt vung nắm đấm hét lên. Anh rể, cố gắng chống đỡ. Tống Thu lớn tiếng nói. Trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, Vệ Thu Căn đương nhiên là người xông lên đầu tiên. Đứng ở bên ngoài vòng tròn, Vệ Thu Căn còn không có vội vàng bắt đầu. Hắn nhìn Sở Trần trên mặt mang theo nụ cười vui đùa. Sở Trần, có cần ta cho ngươi 10 phút không? Sở Trần sững sờ, sau đó khuôn mặt hiện lên nụ cười, vậy thì cảm ơn. Nụ cười trên mặt Vệ Thu Căn lập tức đông lại. Một lúc sau, sắc mặt ông ta tối sầm lại. Hắn vốn muốn làm nhục Sở Trần một chút trước khi bắt đầu, nhưng không ngờ Sở Trần lại làm theo lời hắn. Lúc này, Vệ Thu Căn đã có cảm giác đâm lao phải theo lao. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sở Trần, cũng không thể ở trước mặt mọi người mà lật lọng. May mắn thay, hắn chỉ nói 10 phút. Hạ Bắc và đám người cũng sững sờ. Vốn còn nghĩ sẽ có một trận đại chiến kịch liệt. Vậy mà không ngờ, Vệ Thu Căn lại đề nghị để cho Sở Trần 10 phút. Vệ Tông Sư quả là người tốt. Tống Thú nhịn không được khen ngợi. Xem ra vừa rồi ta đã hiểu lầm Vệ Tông Sư rồi. Lại cho hẳn 10 phút. Hạ Bắc hét lên, hảo Vệ Tông Sư. Vệ Thu Căn mặt đỏ bừng, ông ta đang phát run vì tức giận. Đối với khán giả ở phía xa, Vinh Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để bôi nhọ Sở Trần. Ôi ôi, thật không hổ là Sở Trần, không biết xấu hổ. Tiền Bộ Thiệu chế nhạo, nhưng đừng quên, vẫn còn 20 phút nữa, mặc dù Sở Trần có thực lực của Tông Sư, nhưng nếu anh ta muốn đấu với một cường giả cấp bậc Tông Sư trong một vòng cổ định, độ khó còn cao hơn nhiều so với việc đánh bại một Tông Sư, Sở Trần chú định đêm nay đùa với lửa. Diệp Thiếu Hoàng mỉm cười gật đầu, đây là chút thông minh cuối cùng mà Sở Trần có thể chơi đùa. Nó chỉ cho thấy hắn biết rất rõ không thể kéo dài trong 30 phút. Đây là thời gian 10 phút mà Vệ Thu Căn cảm thấy dài nhất trong cuộc đời mình. Khi thời gian trên đồng hồ bấm giờ điện thoại của Tống Nhan chạy qua 10 phút, người phụ trách xem đồng hồ của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành lập tức hét lớn, Vệ Tông Sư, đã qua 10 phút. Ánh mắt Vệ Thu Căn đột nhiên lộ ra tia hung quang, lần này Vệ Thu Căn không có nói nhảm nữa, không nói một lời, liền hướng Sở Trần vung quyền. Khí thế hùng hổ. Vệ Thu Căn cũng là một tông sư thành danh đã lâu ở Dương Thành, giờ phút này hắn ra tay mang theo đầy lửa giận, quyền phong lăng lệ, cương dương bộc phát, tựa như một cơn gió lớn, hướng Sở Trần đánh tới. Lăn ra khỏi vòng đi, vẻ mặt của Vệ Thu Căn mang theo vài phần dữ tợn, vừa bị Sở Trần chơi đùa, trong lòng hắn kìm nén bực bội. Vệ Thu Căn tự tin rằng, dưới một kích này, cách duy nhất Sở Trần có thể đối phó là rút lui khỏi vòng tròn. Bằng không, với cú va chạm thế này, Sở Trần không thể tránh được. Cho dù đã cho hắn ta 10 phút, thì có tính là gì? Hô, con người của Vệ Thu Căn căng rộng ra. Trong chớp mắt, Sở Trần đưa tay ra quyền. Phải biết hắn đã chủ động tấn công, lực lượng phóng đến này còn bạo ngược hơn so với sức mạnh tự thân của chính hắn. Sở Trần vậy mà dám đứng tại chỗ để đỡ đòn. Một chàng âm thanh cảm thán lập tức vang lên, Tiêu Lãng vô thức nhắm mắt lại, cô không đành lòng nhìn chàng cảnh tiếp theo. Làm sao đôi bàn tay linh hoạt trên cây đàn dương cầm này là ổ có thể chịu được một đòn tấn công nặng nề như vậy? Hạ Bắc sững sờ, không ai có thể tưởng tượng được Sở Trần lại sử dụng phương thức như vậy, nhưng mà, sau khi suy nghĩ kỹ càng, trong không gian chật hẹp như vậy, ngoại trừ phản kháng cường ngạnh, Sở Trần căn bản không có chỗ tránh né. Đôi mắt của Vinh Đông mở to, sáng ngời, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, trò hay bắt đầu rồi. Dưới sự quan sát chăm chú của nhiều con mắt, nắm đấm của Vệ Thu Căn va vào nắm đấm của Sở Trần. Bịch một tiếng âm thanh vang lên, nội tâm của Tống Thu và những người khác chợt thắt lại. Mọi người dường như sắp nhìn thấy Sở Trần bị đánh bay ra khỏi vòng tròn. Khí thế của Vệ Thu Căn căn bản là quá khốc liệt,
Tuy nhiên, hai thân ảnh dường như trực tiếp đóng băng. Quyền đối quyền, thân thể Sở Trần không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Vệ Thu Căn, lực quyền của vệ tông sư xem ra vẫn không bằng một nửa công phu vô liêm sỉ của ngài nha. Đám người xôn xao, Sở Trần vậy mà đỡ đòn của vệ tông sư chỉ bằng một tay. Quyền pháp của vệ tông sư vô cùng cương mãnh, uy chấn dương thành, nhưng đây là tình huống gì? Một quyền đánh về Sở Trần trông khí thế hung hãn, nhưng kỳ thực lại nhẹ nhàng vậy. Sở Trần một tay liền tiếp được, không phải là đang diễn trò chứ? Nếu là đang diễn, Vệ Thu Căn đã có thể đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc. Vẻ mặt Tiêu Thiên Hà có chút kinh ngạc, rơi vào trên người Sở Trần. Thực lực của Vệ Thu Căn, ông ta rất rõ ràng. Mặc dù Sở Trần đã đánh bại hai đại tông sư ở Thiền Thành, nhưng mà, dù sao thì tuổi của hắn ta tầm này, thực lực mạnh hơn cũng chỉ có hạn. Theo phán đoán lúc đầu của Tiêu Thiên Hà về Sở Trần, sức mạnh của Sở Trần phải thua xa so với Vệ Thu Căn. Nhưng bằng cú đấm đầu tiên, Sở Trần đã đánh vào mặt ông ta. Xung kích mạnh như vậy của Vệ Thu Căn, kết quả chỉ có thể là hòa với Sở Trần, kết quả này hiển nhiên là việc không thể chấp nhận được đối với người của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Vệ Thu Căn càng không thể chấp nhận được, đột nhiên nghiến răng, phát động một cuộc tấn công áp đảo vào Sở Trần. Bên trong vòng tròn, hai chân của Sở Trần tựa như rễ cây cổ thụ cắm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, hai tay nhanh chóng, giống như thiên thủ quan âm, gặp chiêu phá chiêu. Bất chấp đợt tấn công như vũ bão của Vệ Thu Căn, Sở Trần không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cảnh tượng này trực tiếp khiến người ta choáng váng. Sở Trần chỉ đứng yên tại chỗ, vậy mà Vệ Thu Căn đối với hắn không thể làm gì. Biểu hiện của đám người Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đều bị sốc. Bọn họ không hiểu rõ thực lực của Sở Trần, nhưng bọn họ rất rõ thực lực của Vệ Thu Căn. Trong tám đại tông sư có mặt, thực lực của Vệ Thu Căn có thể xếp vào hàng thượng phẩm. Nhưng mắt thấy Vệ Thu Căn đem toàn bộ quyền đã đánh xong, nhưng không thể làm Sở Trần động đậy. Cái này Sở Trần, Tiểu Lý sững sờ, thật quá đáng sợ. Chẳng lẽ Sở Trần thật sự nắm chắc, Tiêu Lãng cảm thấy khó tin, nhưng màn trình diễn của Sở Trần thực sự quá kinh diễm. Thật không hổ là tông sư trẻ tuổi nhất trong quyền giới tỉnh Quảng Đông. Kỹ xảo thực chiến bậc này mới thực sự là cấp bậc tông sư. Tống Thu kinh ngạc nhìn Sở Trần với ánh mắt đầy sùng bái. Oanh! Sở Trần không những không việc gì, ngược lại còn nhân cơ hội phản kích, một quyền đấm vào ngực Vệ Thu Căn. Vệ Thu Căn lập tức cảm thấy lồng ngực truyền đến cơn đau nhói, hắn loạng choạng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu, vẻ mặt không tin nhìn Sở Trần. Không có khả năng, Vệ Thu Căn không thể chấp nhận một kết quả như vậy. Ngay từ đầu hắn đã để Sở Trần thời gian 10 phút, hiện tại, đã chiến đấu qua 5 phút đồng hồ, công kích chủ động, vậy mà không thể động đậy Sở Trần chút nào. Ngay khi Vệ Thu Căn cảm thấy nắm đấm của mình đánh tới Sở Trần, trong nháy mắt, Sở Trần đã giải phóng lực lượng, sau đó phản kích. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông Sư, thời gian cũng không còn nhiều. Sở Trần nhắc nhở Vệ Thu Căn. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn đột ngột biến sắc. Hắn không thể không thừa nhận, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không làm gì được Sở Trần cả. Thực lực của Sở Trần còn cao hơn hắn. Những người còn lại trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành vào lúc nãy cũng nhận ra vấn đề. Để ta tới, Lê Chí Quân một trưởng xông lên, không chút do dự phát động công kích hướng tới người Sở Trần. Vốn dĩ còn nghĩa đầm thời gian nửa giờ để đánh Sở Trần ra khỏi vòng tròn, đó là sự tình không mấy khó khăn. Nhưng riêng Vệ Thu Căn, hơn lãng phí mất hơn một nửa thời gian. Đọc bản gốc, cập nhật nhanh nhất các tông sư còn lại cũng cảm thấy sốt ruột. Dù sao, Vệ Thu Căn không phải là người duy nhất ký tên quỳ xuống. Lê Chí Quân vừa ra tay liền dốc toàn lực. Tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, thẳng thắn thoải mái, thực lực của hắn và Vệ Thu Căn chỉ sàn sàn nhau, đương nhiên không hy vọng đánh bại Sở Trần với chỉ một kích, phụ cá cược giữa bọn họ không phải là đánh bại Sở Trần mà chỉ là đánh Sở Trần ra khỏi vòng tròn này thôi. Bang, 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 những người vốn dĩ chờ xem trò hay của Sở Trần, giờ khắc này lại đang xem màn biểu diễn của Sở Trần. Đây là thời gian thuộc về Sở Trần. Trong vòng chưa đầy 3 phút, vị tông sư thứ hai của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đã bị Sở Trần đánh lui. Tống Nhan liếc nhìn thời gian, hai mắt sáng lên, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền đã sắp tới 20 phút. Nói như vậy, Sở Trần chống đỡ nửa giờ cũng không phải là không có khả năng. Tống Thu nhìn Sở Trần, đêm nay, tại Dương Thành, trên địa bàn của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, lại để đối phương lâm vào thế lộn nhào lớn như vậy, e rằng hung danh của Sở Trần sẽ vang dội toàn bộ quyền giới tỉnh Quảng Đông. Anh rể, cố lên, Tống Thu kích động hô to, rất nhanh,
không tới 5 phút đồng hồ, mấy đại tông sư còn lại đều đã nếm thử qua, không có người nào có thể đối phó được Sở Trần. Thời gian 30 phút, còn lại 5 phút cuối cùng. Trời ơi, chỉ còn 5 phút cuối nữa. Một giọng nói thốt lên, toàn trường chìm trong im lặng. 5 phút cuối cùng, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Khi Sở Trần vẽ ra vòng tròn, tuyên bố Liên minh Tông Sư Cửu Thành không thể đánh lui hắn ta khỏi vòng tròn trong nửa giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Sở Trần đang phát ngôn bừa bãi. Nhưng bây giờ, chớp mắt đã qua 25 phút. Thời gian còn lại cho Liên minh Tông Sư Cửu Thành sắp hết. Tống Nhan nhìn chằm chằm vào từng nhịp chạy của đồng hồ bấm giờ trên điện thoại. Nín thở, nơi xa, Tiền Bộ Thiệu có chút hoảng hốt, thần sắc không cam tâm, Liên minh Tông Sư Cửu Thành, sẽ không vô dụng như thế chứ. Vẻ mặt của Diệp Thiếu Hoàng ảm đạm, bảy vị tông sư lần lượt ra tay, đều không có cách nào đối phó Sở Trần, có điều không phải vẫn còn 5 phút sao. Vẫn còn Tiêu Tông Sư chưa ra tay, ánh mắt của đám người trong Liên minh Tông Sư Cửu Thành cũng rơi vào trên người Tiêu Thiên Hà. Hy vọng cuối cùng, nếu Tiêu Thiên Hà không thể đánh bật Sở Trần ra khỏi vòng tròn trong vòng 5 phút, thì tất cả các sự việc tối nay sẽ khiến Liên minh Tông Sư Cửu Thành trở thành trò cười ở Dương Thành. Nếu là 25 phút trước, không ai có thể nghi ngờ gì. Nhưng hiện tại, Sở Trần đã liên tiếp đón những tấn công của 7 vị Tông Sư, thế nhưng hắn vẫn giữ thế bất khả chiến bại. Mặc dù thực lực của Tiêu Thiên Hà là mạnh nhất trong 8 Tông Sư tối nay, nhưng có lẽ ông ta chưa chắc đã đánh bại được Sở Trần trong vòng 5 phút. Mắt thấy mới là thật, từ những gì hiện ra lúc này, tối nay tôi càng tin tưởng Sở Trần hơn, với chút thực lực của Vệ Thu Căn, còn đối với Sở Trần tỏ lòng yêu tài không. Sở Trần dù có đứng bất động cũng có thể chiến thắng ông ta. Từ thực lực mà Sở Trần đã thể hiện, thật sự không có khả năng đi cầu Vệ Thu Căn xin gia nhập Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Sở Trần có phải luyện võ từ khi còn trong bụng mẹ không vậy, những vị Tông Sư này đều không phải hạng người vô danh. Nhưng bọn họ thậm chí không thể động đậy được Sở Trần. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn ảm đạm đến cực điểm. Hắn ta đang run lên vì tức giận. Nếu cuối cùng Liên minh Tông Sư Cửu Thành đánh cược thất bại, hắn sẽ trở thành tội nhân lớn nhất. Ban đầu là do hắn đăng lên Weibo, lễ nhập môn tại khách sạn President do hắn tổ chức. Vụ đặt cược tối nay cũng là hắn tuyên bố tích cực nhất. Tất cả điều này đều là lỗi của hắn. Oanh, nói thì chậm, ra tay thì nhanh. Tiêu Thiên Hà đã giao thủ với Sở Trần. Tiêu Thiên Hà cũng rất ý thức được thời gian quý giá, một thân thối pháp, ẩn chứa lôi đình, trong tích tắc lao vào trong vòng tròn. Thối ảnh như côn, chồng lên nhau, giống như ảo ảnh. Mọi người đều nín thở. Đợt tấn công này của Tiêu Thiên Hà sẽ quyết định số phận của Liên minh Tông Sư Cửu Thành. 3 phút cuối cùng, Tống Dực nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Sở Trần. Đã đến lúc quyết định người chiến thắng. Mọi người đều siết chặt trái tim, vẻ mặt Tống Thu dần dần lộ ra vẻ phấn khích, cậu ta phấn khích hét lên, anh rể cố lên. 3 phút, trái tim của tất cả người trong Liên minh Tông Sư Cửu Thành chìm xuống. Mặc dù công kích của Tiêu Thiên Hà cực kỳ ác liệt, nhưng có vẻ không dễ dàng gì có thể đánh bại Sở Trần trong khoảng thời gian ngắn. Sở Trần nốt cuộc là ai? Tiêu Lãng hoàn toàn sững sờ. Tiểu Lý lúc này cũng khẽ lên tiếng, xem ra, cái mà chúng ta phải cầu. Đó là cầu xả Trần bỏ qua cho lão gia tử. Vụ cá cược này một khi có hiệu lực, lấy Tiêu lão tông sư cầm đầu, Liên minh Tông Sư Cửu Thành liền phải trực tiếp hướng Sở Trần quỳ xuống nhận sai lầm. Tiêu Ly hiểu rất rõ Tiêu Thiên Hà tuyệt sẽ không bao giờ muốn mất mặt. Cảnh tượng này vô cùng kinh ngạc trước mắt mọi người có mặt. Liên minh Tông Sư Cửu Thành, bát đại tông sư đều ra tay, vậy mà không thể ép được một tông sư trẻ tuổi ra khỏi vòng tròn có đường kính chỉ 1 mét. Tôn Tiểu Nguyệt hai mắt phát sáng. Sùng bái hưng phấn nói, Sở sư phụ quá lợi hại. Tôn Tiểu Nguyệt suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, vụ đánh cuộc của Sở Trần tối nay lại sắp giành chiến thắng. Tôn Tiểu Nguyệt đi theo Sở Trần và những người khác ký tên bên dưới, đó là bởi vì thần tượng. Vào lúc này, Tôn Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy việc đến Tinh Anh Quyền Quán để học là một sự lựa chọn sáng suốt, đây chắc chắn là nơi mà cô có cơ hội tốt nhất để được Sở Trần chỉ điểm. Tôn Tiểu Nguyệt lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở phần mềm phát sóng trực tiếp. Lúc đầu, cô cảm thấy trận này Sở Trần sẽ thua, nhưng bây giờ, chiến thắng của Sở Trần trong tầm tay, Tôn Tiểu Nguyệt tất nhiên sẽ mở phòng phát sóng trực tiếp trong mấy phút cuối cùng. Tiêu đề, Thiền Thành Sở Trần, đơn đấu bát đại tông sư. Rất nhanh liền dẫn người hâm mộ của Tôn Tiểu Nguyệt vào phòng phát sóng trực tiếp. Tại sao Nguyệt Nữ Hiệp lại đột nhiên phát sóng trực tiếp? Đây là nơi nào, Sở Trần,
Chính là vị tống sư trẻ tuổi đã đấu với hai vị tông sư tinh anh quyền quán kia sao? Anh ta lại đấu với ai vậy? Ông trời của tôi ơi, tôi nhận ra người đó, Tiêu Thiên Hà. Lão tiền bối của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, Sở Trần làm sao lại đắc tội với ông ta? Sở Trần đã đắc tội toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, ta đang tại hiện trường, không nghĩ tới Nguyệt Nữ Hiệp lại phát sóng trực tiếp, hãy để tôi cung cấp cho các bạn một số thông tin, toàn bộ kênh Livestream như vỡ tổ. Một người, một vòng tròn, một vụ cá cược, đối kháng bát đại tông sư, nửa bước không ra, vậy mà, sắp thắng rồi. Tôi khóc, tại sao Nguyệt Nữ Hiệp không phát sóng trực tiếp sớm hơn? Bỏ lỡ một trận đại chiến, vào phút cuối, thay vì ép Sở Trần bước lui, Tiêu Thiên Hà lão tông sư lại bị Sở Trần làm cho chấn sau vài bước. Hiện trường, mọi người lại rơi vào sự tĩnh mịch, thời gian đã đếm ngược đến phút cuối cùng. Chiến thắng rồi, Hạ Bác ngây ngẩn cả người. Vệ Thu Căn sắc mặt tái đi, hắn ta tự lẩm bẩm, thua sao? Từng vị tống sư đều trợn tròn mắt, không thể chấp nhận được. 50 giây cuối cùng, Tống Thiêu cùng đám đệ tử tinh anh quyền quán đã nổ tung tiếng cổ vũ. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hạ Quảng An cảm thán, lúc này ông ta cũng hiểu được vì sao gia chủ lại nghe theo Tam Thiếu gia, liều mạng đắc tội Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đề giúp đỡ Sở Trần. Hạ Quảng An trong mắt chợt lóe lên một tia lửa nóng. Nếu Sở Trần nguyện ỷ giúp đỡ Thiên Nam Quyền Minh, Thiên Nam Quyền Minh có lẽ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. 40 giây. Diệp Thiếu Hoàng cùng những người khác thở dài một hơi, vẻ mặt không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi. Không, chúng ta không có thua. Vệ Thu Căn đột nhiên giống lên, luống cuống tay chân nhìn chằm chằm Sở Trần, lớn tiếng nói, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành không được thua. Chúng ta xem ra cũng không có quy củ, chỉ có thể đấu với Sở Trần một chọi một. 30 giây. Các tông sư còn lại đột nhiên ngẩng đầu. Chúng ta không thể do dự nữa. Lê Chí Quân cũng vừa hạ quyết tâm, 8 người chúng ta sẽ cùng lên, đem Sở Trần đánh bay ra ngoài, chỉ cần một đòn. Lên đi, Sở Trần, lãn ra ngoài. Lời nói rơi xuống, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, trong đó có Tiêu Thiên Hà, bát đại tông sư, giống như hổ đói lao về phía Sở Trần, tràng cảnh dường như bị đóng băng trong một lúc. Bát đại tông sư, tựa như sói đói, hung thần ác sát. Lại tựa như mãnh hổ hạ sơn lao thẳng về phía Sở Trần, dường như muốn ản tươi nuốt sống Sở Trần. Tống Nhan sắc mặt tái nhợt, mắt thấy chỉ còn nửa phút cuối cùng, Sở Trần nhất định sẽ thắng được ván cược này. Không ai ngờ rằng 8 vị tông sư sẽ ra tay cùng một lúc. Mẹ kiếp, không biết xấu hổ, Hạ Bác hét lên, toàn thân đổ mồ hôi. Tống Thiêu cùng đám người trở nên tức giận, nhìn thấy bát đại tông sư đờ mở Trần bao vây như muốn nuốt chửng. Mọi người đang xem đều sững sờ trước cảnh tượng này. Không ai nghĩ tới bát đại tông sư lại vô liêm sỉ như vậy, ngay trước mắt mọi người liên thủ để quần công. Phòng phát sóng trực tiếp trong phút chốc nổ tung, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, nghĩ không ra lại là mặt hàng dạng này. Sở sư phụ ở trong vòng vây, không chủ động tấn công, đã đủ tử tế rồi, nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại hèn hạ đến như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước, vây đánh sở sư phụ. Cho dù bọn họ có thắng, cũng không vẻ vang gì. Có người tức giận, có người mừng rỡ. Đối với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành và đám người đến xem náo nhiệt của Sở Trần, phương pháp của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành không quan trọng, quan trọng là ván cược này có thắng được hay không. Lấy thành bại luận anh hùng. Sự việc tối nay mặc dù sẽ có một số chỉ trích, nhưng chuyện này sẽ sớm qua đi, trong tương lai khi nhắc về chuyện này cũng chỉ có thể nói là Sở Trần thất bại. Trong chớp mắt, ở trung tâm vòng tròn, Sở Trần ánh mắt quét qua. Hai mắt sáng như sao. Cơ thể đột nhiên nhảy lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo động tác của Sở Trần, bát đại tông sư đồng thời bộc phát ra đòn công kích mạnh nhất của mình. Oanh, 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 Sở Trần hai chân đá xuống. Trong nháy mắt, bộc phát tiếng sấm nổ ra, thối pháp huyền diệu được thi triển, bát đại tông sư thậm chí không thể bắt được thối ảnh của Sở Trần. Trong nháy mắt truyền tới cơn đau thấu tim truyền đến từ ngực. Bang bang bang, 8 vị tông sư ngã xuống tứ phía như hoa rụng. Sở Trần quần đen áo trắng phiêu nhiên đáp xuống đất, ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, mờ đã nhường. Giang phong thổi qua, tất cả đều hóa đá. Nhãn cầu sắp lồi hết ra ngoài, ngây ra như phỗng. Trái tim đập dữ dội, Tống Nhan cũng sững sờ, thậm chí còn quên nhìn đồng hồ bấm giờ trên điện thoại, đã 30 phút trôi qua. Tay của Tôn Tiểu Nguyệt đang run rẩy khi cầm điện thoại, cô hào hứng nhìn về phía trước. Hình ảnh Sở Trần nhảy cao lên sau đó đá 88 vị tông sư trên không trung cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Phòng phát sóng trực tiếp.
ta nhìn thấy cái gì? Đây mới thực sự là cường giả a. Cái gì mà bát đại tông sư? Thời điểm tự mất mặt thì rất quả quyết, thế nhưng, khi bị đánh rụng như hoa, thì càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Quả báo nó đến nhanh quá. Nguyệt nữ hiệp chớ run tay, bổn cô nương vẫn chưa thấy sự soái khí của chồng ta đâu. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đã tàng vọt. Hiện trường, ở đằng xa, mọi người đã dần định thần lại, tất cả bọn họ đều vô thức phát ra một tràng pháo tay. Vào thời khắc cuối cùng vừa rồi, liên minh tống sư cửu thành quá vô liêm sỉ, nhưng chiêu thức phá giải của sở trở lại quá mức tiêu sái phiêu giật, hai bên tương phản quá mãnh liệt, không ít người qua đường trực tiếp hướng về cổ vũ cho sở trần. Mà lại, đến thời điểm này, tất cả mọi người đều rõ ràng ai là người đang nói dối. Với thực lực của sở trần, hắn còn cần phải cầu xin gia nhập liên minh tông sư cửu thành sao? Anh ta hoàn toàn có đủ tư cách để khai tông lập phái, tự mình có thể thành lập một liên minh. Xem ra sự thật đúng như những gì sở trần đã nói, vì mối quan hệ của vệ thu căn với nhà họ Diệp, vệ thu căn chỉ muốn lập đại cục để dạy cho anh ta một bài học mà thôi. Tiêu lãng cũng định thần lại, cô và Tiêu Ly nhìn nhau. Tiêu Ly khẽ nói, ta nghĩ không ra sẽ có kết cục này, chỉ là, vụ cá cược này, ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía sở trần. Trong liên minh tông sư cửu thành, mấy vị tông sư nhìn chằm chằm vào vệ thu căn với vẻ tức giận. Chính vệ thu căn là người đã kéo bọn họ xuống nước, khiến bọn họ phải đối mặt với tình thế khó khăn lúc này. Hết giờ rồi, Trần ca thắng rồi. Hạ Bắc bước ra ngoài, cầm trong tay đổ ước đã được mọi người ký kết lúc nãy đi ra, đưa cho sở trần, sau đó nhìn tám vị tông sư đầy khiêu khích. Vẻ mặt của cả bát đại tông sư trở nên ảm đạm. Trong vòng nửa giờ, bọn họ không thành công đánh được sở trần ra khỏi vòng tròn. Như vậy, dựa theo nội dung đánh cuộc, tám người sẽ phải quỳ xuống nhận sai với sở trần. Trước mắt bao người, mỗi người bọn họ đều là những nhân vật có mặt mũi tại Dương Thành, sao có thể quỳ xuống nhận lỗi trước mặt một thiếu niên? Không làm được, sở trần, ta thừa nhận chuyện này là do sơ suất trong lúc làm việc của chúng ta. Vệ thu căn chỉ có thể chủ động lên tiếng, trấn an tâm trạng của mình, nếu không xử lý tốt chuyện tối nay, chỉ sợ, về sau hắn rất khó để có thể ở lại liên minh tông sư cửu thành. Ta xin lỗi ngươi. Vệ thu căn khẽ khom người đối với sở trần, sau đó ngẩng đầu nhìn sở trần. Ý tử không phải nói cũng biết, hắn đã cho sở trần đủ bậc thang để đi xuống. Chỉ cần sở trần nghe theo lời hắn nói, sự tình tối nay liền sẽ kết thúc. Điều này tốt cho cả hai bên, mọi ánh mắt cũng nhìn về phía sở trần, chờ đợi phản ứng của sở trần. Tiêu Ly đứng ở bên cạnh Tiêu Lãng, lẩm bẩm nói, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, xả trần cũng không nên quá cường ngạnh. Bằng không, chuyện này có lẽ sẽ đem nhiều phiền toái tới cho anh ra. Kênh Livestream, những người vào sau cũng tìm hiểu về vụ cá cược này. Không ngờ liên minh tông sư cửu thành lại hèn hạ và vô liêm sỉ như vậy, cuối cùng sở trần chỉ có thể vẽ một vòng tròn và nguyền rủa bọn họ. Ha 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 ha, nếu lời nguyền rủa của sở trần có hiệu quả, bát đại tông sư đã ngã xuống. Đáng tiếc, bối cảnh của liên minh tông sư cửu thành quá cường đại, sở trần cũng không dám làm mất lòng bọn họ. Nếu không, không biết khi nhìn những lão già không biết xấu hổ này quỳ xuống nhận lỗi sẽ sảng khoái thế nào. Trần Mặc nhận lấy từ trong tay Hạ Bắc, xem qua tờ giấy cá cược, sau đó đi về phía vệ thu căn, nếu người thua là tôi, các người có nhẹ nhàng cho tôi cúi đầu là xong không? Vệ thu căn khẽ giật mình, chợt vội vàng nói, đó là đương nhiên, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ép người quá tuyệt. Sở Trần trên mặt lộ ra nụ cười, sư phụ ta từng dạy ta một nguyên tắc, lấy trách nhân chi tâm trách mình. Lấy tha thứ mình chi tâm tha thứ người. Nghe vậy, vệ thu căn cùng những tông sư của liên minh tông sư cửu thành đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo những gì sở trần nói, hắn sẽ lựa chọn tha thứ cho bọn họ, giống như tha thứ cho chính mình. Đám người trong phòng phát sóng trực tiếp thở dài, sở sư phó quả nhiên là người có chí lớn, mới có thể nói ra những lời như vậy. Sở trần dừng lại nhìn vệ thu căn, có điều, ta có đôi khi hung ác lên, ngay cả bản thân cũng không buông tha. Không thể tha thứ cho chính ta, vì vậy các người vẫn là nên quỳ xuống đi. Không thể tha thứ được cho chính mình. Giọng nói của sở trần vang lên trong đầu mọi người, cả đám đều ngẩn ra. Nhất là người vừa rồi vẫn đang khen xả trần có chí lớn, càng thêm choáng váng. Phòng truyền hình trực tiếp nháy mắt nổ tung. CMN, sở sư phụ lại có thao tác như thế này. Liên minh tông sư cửu thành, bát đại tông sư, dạng thực lực này bày ra trước mặt, vậy mà sở trần còn dám đắc tội. Không quỳ không ngừng, Tống Nha Nhiên lặng nhìn sở trần. Cô biết, sở trần không thể để nó trôi qua dễ dàng như vậy.
Giống như vừa rồi anh ta hỏi Vệ Thu Căn, nếu người thua cược là anh ấy, liệu Vệ Thu Căn và những người khác có buông tha cho mình không? Trên thực tế, câu trả lời của Vệ Thu Căn không quan trọng. Bởi vì trong lòng Xả Trần đã có đáp án, đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.